HTN chúc bạn nghe truyện thư giãn. Mời bạn nghe tiếp tập cuối của bộ truyện Cổ Đại Xuyên về thập niên 60, nương nương đoạn mệnh trở thành quá phụ ăn vạ. Được rồi, mình suy nghĩ nhiều quá, thời đại này khác hẳn với đời sau. Đời sau, rất nhiều cô gái trẻ tuổi đến bệnh viện để nạo thai, trông vô cùng đáng thương. Ngày thường Phó Yến Yến rất bận rộn, chỉ có cuối tuần rảnh rỗi mới đi tìm Châu Lệ Lệ để chơi. Bình thường Châu Lệ Lệ đều chờ Phó Yến Yến trong căng tin Hai người sẽ nhân tiện ăn bữa trưa trong căng tin Đôi khi sẽ đổi thành Châu Lệ Lệ đi tìm Phó Yến Yến Tuy rằng hai người không cùng một trường đại học Nhưng quan hệ giữa họ vẫn cực kỳ thân thiết Có lần Phó Yến Yến đi tìm Châu Lệ Lệ Còn thấy một hình bóng quen thuộc ở chỗ tủ kính căng tin Ban đầu cô không quan tâm cho lắm Nhưng khi thấy người phụ nữ kia ngẩng đầu Cô không khỏi ngay người. Tuy rằng gương mặt của người phụ nữ ấy đã già nua hơn nhiều, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng cô vẫn nhận ra người nọ. Đó là Triệu Vận. Châu Lệ Lệ hỏi hai lần mà không nghe thấy câu trả lời, thế là không nhìn được vương tay đẩy phó Yến Yến, cậu ngay ra đấy làm gì thế? Tớ hỏi cậu ăn thịt kho hay là đùi vịt nướng mà? Phó Yến Yến hoàng hồn, kìm nén nổi khiếp sợ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, đùi vịt nướng. Châu Lệ Lệ rướn cổ nhìn vào cửa sổ bán đồ ăn ngọt ngào gọi, "Chị ơi, lấy cho em hai cái đùi vịt nướng ạ." À. Bà thím được gọi là chị thoáng chốc cười toe toét, lấy hai cái đùi vịt nướng lớn nhất cho cô ấy. Lấy đồ ăn xong, hai người tìm chỗ trống ngồi xuống. Phó Yến Yến mở hộp đồ ăn mà mình mang đến từ trong nhà, Châu Lệ Lệ đi lấy đũa và múc canh. Khi trở về, thấy đồ ăn trong hộp là sườn xào chua ngọt và tôm kho, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên không chút khách sáo kẹp một miếng sườn xào chua ngọt, cắn một miếng rồi hít mắt lại, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nói, tớ thích nhất đồ ăn do thím nấu, quá ngon. Phó Yến Yến cứ không yên lòng, ăn được mấy miếng mà cứ không nhìn được nhìn về phía cửa sổ bán thức ăn, không rõ có phải mình nhìn nhầm hay không. Châu Lệ Lệ thắc mắc nhìn cô, cậu cứ nhìn bên kia làm gì vậy? Cậu biết bà ấy hả? Phó Yến Yến, biết ai? Thì là gì múc đồ ăn tóc xoăn kia chứ ai Nhìn mái tóc xoăn của Triệu Vân Phó Yến Yến không nhịn được hỏi Cậu không có ấn tượng hả Ấn tượng gì Tớ có biết bà ấy đâu Cơ mà bạn trai tớ thì biết chút ít Hồi trước bạn trai tớ từng làm phụ việc ở căng tin Nghe mấy thím trong căn tin rỉ tai nhau là bà ấy từng làm vợ bé cho người khác Sau khi bị bà cả của người ta hay tin thì trực tiếp gọi người đánh đến tận nhà bà ấy Sau này người đàn ông đó bỏ rơi bà ấy con gái bà ấy cũng là học sinh trường bọn tớ, hình như tìm một anh bạn trai cực kỳ đáng gờm, nhân tiện đưa bà ấy vào căng tin làm công việc múc đồ ăn. Mấy thím kia bảo là hai mẹ con đều không phải là người sạch sẽ. Không biết có phải là sự thật hay không, sau này bạn trai tớ cảm thấy mấy bà thím trong căng tin nhiều ý đồ xấu quá nên chịu không nổi, đành phải bỏ việc ở đó, bây giờ mỗi ngày anh ấy đều đi theo bạn cùng phòng ra ngoài đường bày quán bán hàng. Sao vậy? cậu biết bà ấy hả? Phó Yến Yến liếc cô ấy, khẽ thì thầm, hồi trước bà ta sống trên lầu nhà tớ, mẹ kế của Dương Anh Hùng, mẹ ruột của Dương Siêu Anh. Châu Lệ Lệ khiếp sợ, là bà ta ư. Cô ấy đã từng gặp người phụ nữ này, nhưng chỉ mấy lần ít ỏi nên không có ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua danh tiếng của bà thím này cực kỳ vang dội trong quân khu, đến tận bây giờ vẫn có người nhắc đến bà ta, nói rằng bà ta bỏ rơi đứa con trai ruột mới mấy tháng tuổi, dẫn con gái chạy trốn. Cuối cùng người chịu khổ chỉ có đứa con trai kế của bà ta, cha thì không quan tâm đến việc gia đình, một đứa bé nho nhỏ phải dìu dắt một đứa bé nhỏ hơn. Nhất là khi cô ấy chơi thân với Phó Yến Yến nên càng biết rõ ràng mọi chuyện. Cô ấy còn quen biết với hai anh em Dương Anh Hùng ấy chứ. Thế là không nhìn được, cô ấy nhìn thoáng qua cửa sổ bán đồ ăn, khẽ hỏi mình có cần nói cho dương anh hùng một tiếng không phó yến yến ích kỹ hơn cô chỉ quan tâm tới người mà mình quan tâm cho nên lắc đầu nói thẳng không năm xưa chính bà ta đã bỏ rơi siêu anh bây giờ hai anh em họ càng ngày càng phát đạt đùng để người lạ quấy rầy cuộc sống của họ dương anh hùng là người dễ mũi lòng lỡ như triệu vận khóc than kể khổ với cậu ấy thì có khi còn vớt phát được gì đó từ trên người họ ấy chứ phó yến yến không muốn lại có kẻ hút máu từ trên người bọn họ châu lệ lệ gật đầu cũng đúng mới giải quyết xong ông cha lại có bà mẹ ngoi đầu thế thì mệt lắm chuyện này cô ấy cũng nghe phó yến yến kể lại khi dương anh hùng lên năm ba cha cậu ấy bị vạch trần ngày xưa được đi lính là có uẩn khúc vinh dự và trợ cấp trước kia nhận được đều phải hoàn trả cho quân đội công việc cũng mất sau khi biết chuyện này mẹ kế của dương anh hùng trực tiếp ly hôn với cha cậu ấy còn mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà cha của dương anh hùng không có tiền để trả nợ nên đi tìm dương anh hùng sau khi biết chuyện này bạn cùng trường của dương anh hùng tố cáo lên lãnh đạo nhà trường dương anh hùng bị thôi học cậu ấy sợ em trai mình sẽ bị ảnh hưởng nên lập tức bù lại toàn bộ tiền cho đối phương dương anh hùng chưa học đại học xong đã ra ngoài bảy quán kiếm tiền may mà bây giờ đã hết khổ cậu ấy mở hai siêu thị việc kinh doanh càng ngày càng phát đại còn cha cậu ấy đã qua đời từ năm ngoái hình như là bị bệnh nhưng ông ta không xứng để đồng tình lúc chết còn rước thêm phiền phức cho dương anh hùng chẳng những tốn rất nhiều tiền mà còn dày vào tinh thần con người kim tú châu nói với phó yến yến rằng chắc chắn kiếp trước dương anh hùng nợ cha cậu ấy nên kiếp này đến đây để trả nợ cho ông ta bây giờ cậu ấy đã trả nợ hết cho ông ta cũng rời đi Phó Yến Yến vốn không tin thuyết tâm linh Nhưng bây giờ nghe Kim Tú Châu nói vậy Thế mà cô lại cảm thấy hơi có lý Bây giờ Sự nghiệp của Dương Anh Hùng càng ngày càng phát triển Dương Siêu Anh cũng thi đậu Một trường đại học danh tiếng Tương lai của hai anh em đều đáng mong chờ Phó Yến Yến không nhịn được hỏi Cậu có biết tình hình của con gái bà ta không? Châu Lệ Lệ vẫn đang suy nghĩ chuyện của Dương Anh Hùng Nghe câu hỏi này thì chậm nửa nhịp mới hiểu ra cô đang hỏi con gái của Triệu Vận Cô ấy ngẫm nghĩ rồi trả lời, tớ không rõ nữa, chỉ nghe nói trong cô ấy rất xinh đẹp, có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Nhưng chắc chắn cô ấy không đẹp bằng cậu đâu, thật đấy, cậu là cô gái xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp. Cô ấy nói lời này là thật lòng thật dạ. Trong lòng cô ấy, Phó Yến Yến thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo trong veo, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, nhất là lúc cô ngồi yên không nhúc nhích, mỗi lần nhìn thấy cô ấy sẽ không nở quấy rầy, cứ cảm thấy mình đến gần sẽ làm hỏng vẻ đẹp của cô. Phó Yến Yến mỉm cười, cậu cũng xinh đẹp lắm. Châu Lệ Lệ cười hì hì. Ăn cơm xong, hai người lập tức trời đi. Châu Lệ Lệ đưa Phó Yến Yến đến cổng trường. Khi hai người đến cổng lớn của trường học thì thấy một chiếc xe hơi đổ trước cổng. Bởi vì quá đột ngột nên những người đi ngang qua đều không nhìn được nhìn thoáng qua chiếc xe. Cửa xe mở ra, sau đó thấy một nữ sinh mặc áo bông trắng bước xuống xe, một nam sinh đi theo cô ta. Trong nữ sinh như đang tức giận, sắc mặt sụ xuống, nam sinh đi bên cạnh dỗ dành cô ta. Phó Yến Yến không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt. Ngược lại nam sinh lúc đi ngang qua chỗ Phó Yến Yến không khỏi kinh diễm mở to mắt. Chú ý thấy cảnh này, nữ sinh kia tức giận đẩy nam sinh một phát, sau đó chỉ vào Phó Yến Yến nói, cô đứng lại đó cho tôi thấy hai người phó yến yến không nghe thấy vẫn tiếp tục đi về phía trước cô ta tức giận quát lên con nhỏ mặc đồ đỏ kia tôi đang nói chuyện với cô đấy cô bị điếc hả trên đường cái quyến rũ đàn ông cô có biết xấu hổ là gì không nam sinh không ngờ cô gái này lại ngang ngược đến thế vội kéo tay cô ta được rồi anh sai rồi châu lệ lệ kéo tay phó yến yến hình như đang kêu cậu kìa phó yến yến sửng sốt lập tức quay đầu nhìn đằng sau theo phản xạ Cô gái vẫn tiếp tục mắng chửi, hình như nam sinh cảm thấy rất mất mặt, nhất là khi bị phó Yến Yến và các học sinh chung quanh nhìn thấy, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, đẩy cô ta một phát thật mạnh, đủ rồi. Cô không thấy phiền hả? Trong cô kiểu này thật xấu xí. Dứt lời, anh ta xoay người nhanh chóng rời đi. Cô gái lão đảo mấy bước mới dừng lại, nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, cắn môi tuổi thân nhìn bóng lưng nam sinh càng ngày càng xa, sau đó hung ác quát người xem náo nhiệt chung quanh, nhìn gì mà nhìn. Nói xong, cô ta nhanh chóng đuổi theo nam sinh. Nhìn bóng lưng của hai người, Phó Yến Yến không khỏi nhíu mày. Châu Lệ Lệ không nhịn được mắng một câu, đồ khùng, tự dưng gây sự. Phó Yến Yến không để bụng, thôi, bỏ đi. Buổi tối, Phó Yến Yến về nhà nói cho Kim Tú Châu nghe mình thấy Triệu Vận. Kim Tú Châu đang gấp đồ ăn thì khựng lại, không ngờ cô ta đang ở trường của lệ lệ sau đó cô khẽ thở dài một hơi hai vợ chồng nhà này cũng thật tình nếu hồi xưa họ chịu sống đàng hoàng thì đâu đến nỗi biến thành như bây giờ cuối cùng chỉ khổ thằng bé anh hùng thôi phó yến yến không lên tiếng kiếp trước triệu vận và tiểu đoàn trưởng dương đã sống yên ổn nhưng dương anh hùng vẫn đáng thương như xưa chỉ có thể nói rằng một số việc sẽ không bao giờ thay đổi tuy nhiên kiếp trước cô không được chứng kiến toàn diện nên sau này hai vợ chồng nhà họ sống thế nào cô không biết được kim tú châu lại nói thôi không nhắc đến cô ta nữa năm nay cô út của con sẽ về nhà ăn tết chắc anh trai con cũng sẽ về chờ con thi xong thì đi mua đồ tết với mẹ phó yến yến vâng một tiếng kim tú châu nở nụ cười không biết năm nay anh trai con có dẫn chiêu đệ về không nhỉ thế thì còn vui vẻ hơn Phó Yến Yến không khỏi liếc cô, mẹ không biết à. Hình như anh trai chia tay rồi. Kim Tú Châu kinh ngạc, sao đang yên đang lành lại chia tay? Chẳng phải tụi nó vẫn ổn à. Phó Yến Yến, hình như là vì tính cách không hợp nhau. Cô ấy không dám nói là Hạ Nham bị cắm sừng. Chuyện này vẫn là Dương Siêu Anh nói cho cô biết, hiện giờ cô không có nhiều bạn bè, nhưng vẫn có quan hệ rất thân thiết với Châu Lệ Lệ, Phùng Phùng và Dương Siêu Anh thường xuyên liên lạc với nhau. Trong thư, Dương Siêu Anh nói với cô rằng giờ bạn gái của Hạ Nham cũng ở tỉnh Dê, có lần bị anh trai của cậu ấy chứng kiến cô ta ôm cánh tay một người đàn ông vào khách sạn. Tuy rằng Hạ Nham chưa dẫn họ đi gặp Lâm Chiêu Đệ, nhưng họ đều xem ảnh chụp của cô ta, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Dương Anh Hùng cũng sợ mình nhầm người nên kêu Dương Siêu Anh theo dõi cô ta, sau đó nhận ra đúng là cô ta, giống hệt người trong ảnh, cũng tên là Lâm Chiêu Đệ. Người đàn ông kia là lãnh đạo của Lâm Chiêu Đệ, đã ly hôn với vợ cũ, năm nay hơn 30 tuổi. Dương Siêu Anh không tài nào hiểu nổi, Hạ Nham chẳng những đẹp trai mà còn tốt nghiệp trường quân đội, điều kiện gia đình cực kỳ xuất chúng, thế mà Lâm Chiêu Đệ lại cấm sừng Hạ Nham đi tìm một thằng đàn ông già như vậy. Ban đầu Phó Yến Yến cũng không hiểu được, nhưng sau này cô lại thấy bình thường. Suy cho cùng, nhân tính rất phức tạp có lẽ trong mắt lâm chiêu đệ tình cảm giữa cô ta và hạ nham là không bình đẳng cô ta muốn làm tổn thương hạ nham để nâng cao địa vị của mình trong mối quan hệ tình cảm này cũng có lẽ là vì gã tiểu tam kia cung cấp giá trị cảm xúc và sự bầu bạn cho cô ta nhiều hơn những thứ đó hạ nham không thể cho cô ta chỉ có thể nói rằng tình cảm ngây thơ hồi xưa của hai người là thật sự tổn thương sau này cũng là thật phó yến yến không hỏi chuyện của hạ nham biết cậu ấy bị thương trong đợt huấn luyện sau này nhưng không nói với gia đình cô chỉ âm thầm gửi một ít thuốc bổ cho cậu bây giờ cô nói chuyện này cũng là vì sợ đến tết kim tú châu sẽ hỏi hạ nham thế thì xấu hổ lắm kim tú châu nhíu mày sao lại tỉnh cách không hợp được tiểu nham dễ tính biết bao nhiêu có thể hòa mình với bất cứ ai biết chăm sóc người khác còn biết nấu cơm dọn nhà sau đó cô nhìn con gái bằng ánh mắt xét nét con nói thật cho mẹ nghe đi rốt cuộc là thế nào phó yến yến biết không thể giấu được mẹ nên đành phải nói ra chân tướng nhưng nói xong cô cũng nhắc nhở mẹ đừng bảo là con nói đấy nhé chuyện này là siêu anh lớn tiết lộ cho con con không thể phản bội cậu ấy vẻ mặt kim tú châu một lời khó nói hết vô dụng thật thế mà lại bị cắm sừng nói nó là con của mẹ chỉ tổ khiến mẹ mất mặt gần đến kỳ thi cuối kỳ số lần về nhà của phó yến yến ít hơn hẳn Đa số thời gian đều ở trong thư viện trường học để học tập làm bài. Thi thoảng Kim Tú Châu rảnh rỗi thì sẽ đến trường thăm cô, mang theo ít đồ ăn do mình nấu, thói quen này được bồi dưỡng là vì Lục Lục. Thức ăn trong căng tin trường học của Lục Lục không ngon, đầu bếp trong căng tin là họ hàng với thầy hiệu trưởng, nấu ăn toàn vị ngọt, nấu cái gì cũng bỏ đường vào, Lục Lục ăn không quen. Con bé này thèm ăn từ nhỏ, nhìn mãi chịu không nổi nên khóc lóc kể cho Kim Tú Châu không còn cách nào khác mỗi tuần kim tú châu đành phải đưa đồ ăn cho cô nhóc hai lần còn làm ít sa tế ớt để cô nhóc mang đến trường chuyện này cô nhóc không dám nói với giang minh xuyên không thì chắc chắn giang minh xuyên sẽ mắng cô nhóc yếu ớt chút khổ cực đó mà cũng không chịu hồi hồi xưa con người ta ngay cả rễ cây cũng không có mà ăn thế nên trong lòng ba đứa bé mẹ là người dịu dàng yêu thương chúng nhất có chuyện gì chúng cũng thích tâm sự với mẹ gần đây kim tú châu sẽ chuẩn bị hai phần thức ăn đưa cho đứa nhỏ xong lại đưa cho đứa lớn hai mẹ con sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm trong căn tin kim tú châu thích ăn bánh ngọt trong căn tin trường học của phó yến yến loại bánh kiểu tây này chỉ trường cô ấy mới có mỗi lần đến đây kim tú châu sẽ mua một phần để ăn phó yến yến ngồi đối diện ăn thức ăn mà mẹ mang đến kim tú châu còn hỏi cô ấy thím phương của con chắc là ngày mai sẽ về Mẹ nghe bảo phùng phùng yêu đương rồi, đúng không? Phó Yến Yến kinh ngạc ngẩng đầu lên, chuyện này mà mẹ cũng biết à. Kim Tú Châu tức giận nói, mấy đứa nhóc chúng mày, sau khi lớn lên chuyện gì cũng không kể với gia đình. Phó Yến Yến tràn đầy vô tội, thật sự không trách con được, tại phùng phùng không cho con nói. Con kể mẹ nghe, Thiếm Phương nhất định sẽ biết, sau đó tất cả mọi người đều biết chuyện này. Kim Tú Châu chớp mắt giả ngu, sao lại như thế? phó yến yến khịt mũi không tin vào lời nói của cô chút nào kim tú châu bèn đánh trống lãng phồn phồn không giỏi che giấu bằng con thằng bé viết thư cho người ta vì trương của con dọn phòng thì thấy lá thư đó đúng là đồ ngốc kim tú châu tò mò hỏi con nói với mẹ đi đó là ai vậy phó yến yến thầm nghĩ dù sao cũng bị phát hiện rồi dứt khoát kể hết cho kim tú châu mẹ không biết đâu là một đàn chị cùng trường với phồn phồn Lúc cậu ấy mới lên đại học, người ta tốt bụng giúp đỡ cậu ấy. Dứt lời, cô ấy lại nhỏ giọng nói thêm, lúc đó người ta đã có bạn trai rồi, phùng phùng chờ đến khi người ta chia tay rồi mới theo đuổi. Còn chuyện có phải cậu ta khiến người ta chia tay hay không thì cô không biết. Dương Siêu Anh nói rằng nửa đêm phùng phùng đưa ô, đưa thức ăn cho người ta, rất nhiều người cứ nghĩ rằng cậu ta mới là người yêu của nữ sinh kia, thế mà bị hiểu lầm cậu ta cũng không giải thích còn khen bạn trai của nữ sinh kia rất tốt ngay trước mặt cô ấy dương siêu anh cảm thấy phồn phồn là đồ hèn nhát phó yến yến lại cho rằng cậu ta đúng là một tên trà xanh mưu mô nếu hạ nham có chút tâm cơ được như cậu ta thì không đến nỗi bị cắm sừng nghe vậy đôi mắt kim tú châu sáng lên rõ ràng là muốn hóng chuyện phó yến yến nói với cô chuyện khác con không rõ lắm dù sao bây giờ rất tốt cậu ấy còn hẹn con với siêu anh cùng nhau đi chơi nữa nhưng cô không rảnh Cũng không muốn ra ngoài làm bóng đen Dương siêu anh nói rằng Sau khi cô đồ đàn chị Thằng nhóc đó ghê tẩm kinh lên được Suốt ngày gọi người ta là bé cưng Cậu ấy chỉ ước đắm chết cậu ta cho xong Dương siêu anh Phồn phồn và lục lục là bạn nổi khổ từ thuở bé Từ nhỏ Dương siêu anh đã học giỏi Để giảm bớt gánh nặng cho anh trai Nên cậu ấy nhảy lớp mấy lần Sau khi biết chuyện này Phồn phồn cũng nhảy lớp Hai người thi đậu cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, bây giờ còn sống cùng một ký túc xá. Chỉ có Lục Lục giờ vẫn học cấp 3, mỗi khi nhắc đến hai người này, cô nhóc lại nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, phùng phùng chẳng mấy khi chơi với Dương Siêu Anh, Lục Lục lại phải chuẩn bị thi đại học, thế nên Dương Siêu Anh dứt khoát viết thư cho cô. Thằng nhóc này lắm miệng, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải viết thư kể cho cô nghe. Kim Tú Châu gật đầu, tiếc nuối nói: phồn phồn đã có người yêu rồi nhưng anh trai con vẫn chưa có phó yến yến cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá mẹ sốt ruột làm gì chẳng phải mẹ với cha đến hai ba chục tuổi mới kết hôn à kim tú châu không để ý đến con gái mẹ thì không lo cho tiểu nham ngược lại là con trông xinh đẹp thế này mà sao không có nam sinh nào thích con nhỉ phó yến yến không trả lời vùi đầu ăn cơm Kim Tú Châu tức giận trừng cô ấy, lại bắt đầu giả ngu. Phó Yến Yến thầm nghĩ, con gái Út của mẹ mới trâu bò, một lần yêu cả hai người kia kìa. Cơ mà, không biết có phải là vì bị Kim Tú Châu nói hay không, buổi chiều khi đến thư viện, một nam sinh ngồi xuống bên cạnh Phó Yến Yến. Ban đầu cô không chú ý, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Nhưng không lâu sau, nam sinh bên cạnh lại bắt chuyện với cô, "Bạn gì ơi, có thể cho tôi mượn sách của bạn xem thử không?" Phó Yến Yến nhíu mày nhìn cuốn sách bên cạnh mình đọc đi. Nam Sinh nói bằng giọng cảm kích cảm ơn bạn. Sau đó anh ta cầm cuốn sách trên cùng lên mở ra xem, chẳng qua chưa lật được hai trang, anh ta lại tiếp tục bắt chuyện với Phó Yến Yến. Bạn gì ơi, đầu đề này nghĩa là sao vậy? Phó Yến Yến quay sang nhìn anh ta đối diện với gương mặt tươi cười xin lỗi của Nam Sinh, cô chợt cảm thấy trong quen quen, nghĩ đi nghĩ lại cô mới nhận ra đây là nam sinh trong cặp tình nhân mà mình từng bắt gặp trước cổng trường của châu lệ lệ lần trước. Bởi vì hai người cãi nhau quá to tiếng nên cô mới có ấn tượng sâu đậm. Lông mày của cô lập tức trụ xuống, bình tĩnh vạch trần, cậu không phải là sinh viên trường chúng tôi. Sau đó, cô trực tiếp rút cuốn sách ra khỏi tay anh ta, đứng dậy ông đóng sách của mình rời đi. Thấy thế, nam sinh nhanh chóng đuổi theo, ấy, bạn phó, sao bạn lại rời đi? nghe thấy tiếng kêu của anh ta bước chân của phó yến yến dừng lại xoay người bất mãn nhìn anh ta cậu hỏi thăm tôi hả nam sinh không trả lời câu hỏi này mà tươi cười sáng lạn chào bạn phó tên tôi là vương nhất ninh rất vui được làm quen với bạn phó yến yến lạnh lùng nói tôi không muốn làm quen với cậu nói xong cô lập tức xoay người rời đi cô không ngốc quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn với hành vi này của nam sinh Hồi trước học cấp 3 cũng từng xảy ra tình huống như vậy, còn có người đánh nhau vì cô, sau này cô dứt khoát đánh luôn cả hai đứa, từ đó về sau không còn ai dám nói thích cô nữa. Hồi năm nhất, có đàn anh chạy đến dưới lầu ký túc xá muốn đưa thư tình cho cô, cô cũng từ chối ngay lập tức. Đối phương vẫn chưa hết hy vọng, thế là cô hung ác mắng đối phương một trận. Kim Tú Châu nói không ai theo đuổi cô, đó là vì không ai dám theo đuổi cô nhìn bóng lưng phó yến yến nam sinh chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười nói một câu tính tình này mình thích trong khoảng thời gian kế tiếp mỗi ngày phó yến yến đều chạm mặt nam sinh bất kể cô xua đuổi kiểu gì đối phương cũng không rời đi khiến cô vô cùng chán ghét điều khiến cô cạn lời là một ngày trước kỳ thi bạn gái của đối phương còn đến tìm cô lúc đó phó yến yến đang học bài trong ký túc xá một bạn học nói với cô rằng có nữ sinh tìm cô ở dưới lầu Cô cứ nghĩ là Kim Tú Châu Bởi vì hồi trước cũng từng có tình huống tương tự Khi Kim Tú Châu đến tìm cô sẽ bị bạn học hiểu nhầm là chị gái hoặc đàn chị Thế nên cô không suy nghĩ nhiều Sửa soạn một phen rồi nhanh chóng xuống lầu Nào ngờ không thấy Kim Tú Châu Ngược lại thấy một nữ sinh nổi giận đùng đùng tiến về phía mình Sau khi đến gần Nữ sinh kia muốn cho cô một cái tác Nhưng Phó Yến Yến phản ứng rất nhanh Lập tức cầm cổ tay của đối phương Mỗi dịp nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, Phó Yến Yến đều sẽ học mấy chiêu với Giang Minh Xuyên, nhất là sau khi lớn lên, Giang Minh Xuyên sợ sau này cô ra ngoài không an toàn nên thật sự dạy võ thuật cho cô. Nữ sinh không ngờ lực cánh tay của Phó Yến Yến lại mạnh đến thế, cánh tay của cô ta bị giữ chặt không thể nhúc nhích, đau đớn đến nỗi khiến cô ta muốn khóc. Cô ta lập tức nổi giận quát lên, con đĩ này, mày dám quyến rũ người yêu của người khác, mày có biết xấu hổ hay không hả? Còn dám ngăn cản tao, mày có tin tao tìm người đánh mày đến nỗi mẹ mày cũng không nhận ra không hả? Cô ta đang mắng thì Vương Nhất Ninh bỗng chạy đến, tức giận quát lên, Đường Doanh, cô đừng quá đáng, chúng ta đã chia tay rồi. Thấy nam sinh, nữ sinh tức giận đỏ cả mặt, vì con nhỏ này mà anh mắng em hả? Vẻ mặt của nam sinh tràn đầy không kiên nhẫn, cô đủ chưa hả? Ngược lại là Phó Yến Yến ngây ngẩn cả người cô khó tin nhìn người phụ nữ trước mắt tên cô là đường doanh cô nghiêm túc quan sát người này lần trước cách một khoảng cách lại thêm đối phương trang điểm nên phó yến yến không nhận ra bây giờ quan sát thật kỹ mới thấy hình như có những điểm khá giống nhau chẳng qua trong trí nhớ của cô đường doanh lúc nào cũng là công chúa nhỏ được mọi người vây quanh xinh đẹp tinh xảo nhu nhược chứ không phải là người phụ nữ trước mắt thô lỗ cộc cằn trang điểm dung tục nghe thấy lời nói của cô đường doanh tức giận hơn cho rằng cô đang ra oai phủ đầu với mình sao mày còn định trả thù tao hả mày cũng không hỏi thăm tên tao dám cưới người yêu của tao mày có tin tao sẽ cho mày không sống nổi ở thủ đô này không phó yến yến bình tĩnh nhìn cô ta đường doanh tôi là phó yến yến đường doanh đầy mặt chán ghét tao cần gì biết mày tên là phó yến yến hay bạch yến yến mày dám cướp người yêu của tao tao sẽ không tha cho mày phó yến yến chú ý tới biểu cảm trên mặt cô ta phát hiện cô ta thật sự quên mình cũng đúng đã trôi qua mười mấy năm rồi quên cũng là chuyện bình thường chẳng qua thấy đường doanh trước mắt cô cũng không vui vẻ gì cho cam cô ngẫm nghĩ rồi nói hồi trước tôi sống ở dưới lầu nhà cô mẹ cô gả cho chú dương chúng ta đều sống trong tòa nhà người thân ở quân khu sau này còn cùng nhau đi học chẳng qua không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên mẹ cô dẫn cô bỏ đi còn bỏ rơi em trai cô đường doanh hồi trước cô không phải là thế này nghe vậy vẻ mặt đường doanh hiện lên một tia mờ mịt đối phương vừa dứt lời cô ta lập tức cau mày dường như nhớ đến chuyện gì đó đôi mắt của cô ta hơi nheo lại sau đó nghiêm túc quan sát phó yến yến nhìn ngoại hình xuất sắc của đối phương cô ta thoáng chốc im lặng không còn gầm rống như lúc nãy cũng không tiếp tục chửi rủa cả người cứ như một quả bóng bay bị xì hơi tinh khí thần đều tan biến thấy ánh mắt của phó yến yến cô ta vội vàng dời tầm mắt cánh tay của cô ta rủ xuống phó yến yến nhận ra nên buông lỏng tay cánh tay của đường doanh rơi xuống bên người phó yến yến hỏi cô sống thế nào đôi mắt đường doanh đỏ hoe nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài mà nở nụ cười sau đó ngẩng đầu lên giả vờ như rất vui vẻ tốt lắm còn cô thì sao thôi nể tình là người quen chuyện hôm nay tôi không so đo với cô người đàn ông này nhường cho cô thực ra tôi cũng không thích anh ta trông rất xấu xấu nhất trong số các đối tượng mà tôi từng yêu đương nếu không phải anh ta có tiền thì còn lâu tôi mới coi trọng anh ta không ngờ anh ta lại trăng hoa đến thế cô đừng bị anh ta lừa cô ta nhún vai giả vờ như thờ ơ đi đây cô ta vẫy tay rồi xoay người rời đi bị chê xấu sắc mặt vương nhất ninh trầm xuống định nói gì đó thì bỗng thấy đường doanh dừng bước quay lại hỏi phó yến yến đứa bé kia giờ sao rồi ý cô là siêu anh hả đường doanh chần chờ gật đầu cô ta không nhớ tên của đứa bé đó phó yến yến sợ cô ta sẽ quấy rầy họ nên nói không tốt lắm sau này chú dương tái hôn ném thằng bé cho dương anh hùng cuộc sống của hai anh em rất kham khổ bây giờ đỡ hơn rồi dương anh hùng đi làm rồi Đường doanh ừ một tiếng, sau đó im lặng rời đi. Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô ta, Phó Yến Yến không tài nào coi cô ta là cô gái xinh đẹp mà mình từng thấy trong bệnh viện kiếp trước. Rõ ràng là cùng một người, nhưng người trước mắt này dường như đã trải qua vô số tang thương. Thấy đường doanh như vậy, trong lòng Phó Yến Yến vừa trống rỗng vừa khó chịu. Trước kia, cô cứ như một tên hệ âm thầm nhìn lén sự tốt đẹp của đối phương, bị so sánh xuống bùng lầy, mà này ở nơi cô không nhìn thấy đối phương lại rơi vào buồn lầy lúc nãy cô nhìn thấy trên cổ tay đường doanh có mấy vết sẹo cô đã quá quen thuộc với vết sẹo ở đó kiếp trước cô cũng có chờ cô ta rời đi vương nhất ninh muốn trò chuyện với phó yến yến nhưng phó yến yến không để ý đến anh ta chỉ lạnh lùng nhìn anh ta rồi xoay người lên lầu kỳ thi ba ngày môn cuối cùng thi xong vào buổi trưa phó yến yến đến căng tin ăn cơm sau đó về phòng ngủ dọn dẹp một chút xách hai túi đồ về nhà. Khi xuống lầu, cô bị người khác gọi lại ở cổng ký túc xá. Hôm nay đường doanh không trang điểm, để mặc một tiêu tụy đến gần Phó Yến Yến. Sau khi cô ta đến gần, Phó Yến Yến ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền sặc cổ họng từ trên người cô ta. Đường doanh lấy một phong bì từ trong túi đưa cho cô, trong này là một ít tiền mà tôi dành dụng được, cô đưa cho thằng bé kia hộ tôi. Thực ra tôi rất có lỗi với nó. Thôi, bây giờ nhắc đến chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa phó yến yến do dự thực ra bây giờ dương siêu anh hoàn toàn không thiếu tiền ngược lại là tình trạng của đường doanh không được tốt cho lắm cô nói dương siêu anh sống vất vả cũng là vì sợ cô ta sẽ dây dưa với hai anh em họ cô không ngờ đường doanh sẽ cho họ tiền cậu ấy không nhận đâu cô cứ đưa cho thằng bé là được coi như sự đền bù của hai mẹ con chúng tôi Phó Yến Yến nhận phong bì, tôi sẽ nói với cậu ấy. Đường doanh ừ một tiếng. Phó Yến Yến hỏi lại lần nữa, mấy năm nay cô sống thế nào? Đường doanh khó hiểu nhìn cô. Phó Yến Yến ngẫm nghĩ rồi nói, hồi bé tôi rất lập dị, mấy lần cô bày tỏ thiện ý với tôi mà tôi cứ giả vờ như không thấy, sau này tôi rất hối hận. Đường doanh cười khẽ, sau đó bình tĩnh nói, có gì đâu mà tốt với chẳng không tốt. Sau này mẹ tôi làm vợ bé cho người ta, tôi cũng vì thế mà không thể xuất hiện trước mặt người khác mấy gã đàn ông đó còn định sàm sở tôi nhưng bây giờ không sao rồi cứ thế thôi đi đây phó yến yến gật đầu đường doanh rời đi trước khi xoay người cô ta bỗng buồn bã nói một câu hồi bé tôi thật sự rất hâm mộ cô hâm mộ phó yến yến có một người mẹ tốt và một người cha tốt hâm mộ cô có một người anh vô cùng yêu thương cô hâm mộ gia đình cô lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc Tuy rằng sau này cô ta đã quên mất Phó Yến Yến trông như thế nào, tên là gì, nhưng cô ta vẫn nhớ mãi hồi trước dưới lầu có một cô bé trạc tuổi mình vừa xinh đẹp vừa hạnh phúc, cô ta nằm mơ cũng muốn biến thành cô ấy. Nghe vậy, Phó Yến Yến sững sờ tại chỗ. Vào thời khắc này, dường như cô nhìn thấy cảnh ngộ cả hai đời hình thành một vòng tròn khép kín, kiếp trước cô vô cùng hâm mộ đường doanh, kiếp này biến thành cô ta hâm mộ mình. Trong lòng Phó Yến Yến vừa cảm thấy hoang đường, lại vừa bất lực vì con người không thể chống lại số phận. Nhìn bóng lưng đối phương càng ngày càng xa, cô bỗng hỏi một câu, Đường Doanh, chúng ta có thể trở thành bạn bè một lần nữa không? Đường Doanh dừng bước, sau đó khó tin ngoảnh đầu lại nhìn cô, chỉ vào mình nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không, tôi ư? Phó Yến Yến gật đầu. Đường Doanh nhíu mày, chột dạ nói, nhưng bây giờ tôi thảm hại lắm, tôi hút thuốc uống rượu đánh nhau, còn chửi thề nữa phó yến yến bắt chước động tác lúc trước của cô ta nhún vai nói tôi cũng có khá hơn là bao đâu nhìn cô đường doanh khẽ cười một tiếng đôi mắt bỗng đỏ hoe cô ta ngẩng mặt lên không muốn để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình giả vờ như thờ ơ nói được thôi nếu cậu không để bụng thì chúng ta coi như là bạn bè sau đó cô ta vẫy tay tôi đi đây chẳng qua khoảnh khắc xoay người nước mắt vẫn không kìm nén được mà chảy xuống phó yến yến là người duy nhất từ bé đến lớn biết rõ quá khứ của cô ta mà vẫn chủ động kết bạn với cô ta không ai biết rằng trước khi quyết định đến nơi này cô ta đã không muốn trở về chọn sẵn phương thức rời khỏi thế giới này cho mình nhưng bây giờ cô ta có bạn bè nhìn bóng lưng của cô ta giờ khắc này phó yến yến cảm thấy lòng mình vô cùng yên ổn từ khi cô vừa hô to câu nói kia cô cảm nhận được sự tiếc nuối và không cam lòng suốt hai đời đã biến mất cô và cô ta đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn chuyện ngoài lề nhiều năm sau có phóng viên phỏng vấn đường doanh khi ấy đã trở thành ngôi sao nổi tiếng hỏi cô ta có bạn thân hay không trên mạng đánh giá rất kém về cô ta ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đã yêu đương với người khác họ cứ nghĩ cô ta sẽ trở mặt ngay tại chỗ không ngờ đường doanh lại rất hãnh diện nói tất nhiên tôi có bạn thân chứ yêu đương chẳng phải là chuyện bình thường à ai mà không yêu đương cô bạn thân kia của tôi chưa từng yêu đương bao giờ chỉ biết cắm mặt vào học tập đến bây giờ vẫn chưa nắm tay một người đàn ông nào hồi trước cô ấy còn bắt tôi phải học tập sau này thấy tôi thật sự không có năng khiếu trong việc học nên mới từ bỏ việc bắt tôi thi thạc sĩ sau này cô ấy thấy có tin tức tuyển diễn viên cô ấy bảo tôi là bình hoa nên có thể thử một lần thế là tôi đi các tin thử không ngờ lại thật sự được đạo diễn lưu tuyển chọn phóng viên bạn thân của cô bây giờ đang làm gì đường doanh cô ấy giỏi lắm bây giờ đã thành nhà khoa học bình thường tôi muốn gặp cô ấy còn phải hẹn lịch trước bực nhất là cô ấy chẳng những thông minh mà còn xinh đẹp hơn tôi nữa chứ mấy ngày sau có người qua đường chụp được cảnh đường doanh tay nắm tay với một cô gái trẻ tuổi đi dạo phố sau này có người tìm được thông tin đối phương là giáo sư ngành toán học của đại học thủ đô mới hai mươi mấy tuổi mà đã đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá hai ngày sau phương mẫn trở về từ quê của chính ủy chúc chúc anh và kỷ an cũng đi theo đến đây năm nay cả gia đình họ dự định sẽ ăn tết ở thủ đô dưới nông thôn vẫn khá là bất tiện lần này về quê cũng là vì thân thể chúc anh không khỏe nên nằm viện phương mẫn về quê thăm bà ấy lúc về thủ đô Phương Mẫn mang theo rất nhiều đặc sản dưới quê, còn có nước tương và dưa muối mà ngày thường chúc Anh hay làm, chia mấy hộp cho Kim Tú Châu. Phương Mẫn ngồi xe hai ngày liên tiếp nên thật sự chịu không nổi, vừa đắm chân vừa nói với Kim Tú Châu, lớn tuổi rồi nên thật sự chịu không nổi, cảm thấy xương cốt cả người cứ như trả rời. Kim Tú Châu pha một ly trà hoa nhại cho cô ấy, uống ngụm trà làm ấm dạ dày trước đã. Phương Mẫn nhận ly trà uống một ngụm, lúc về, Thu Lai nói với tôi là mấy ngày nay Hoa Hoa bị cảm nên họ dữ lắm, còn hỏi cô đơn thuốc để nấu canh uống. Hoa Hoa là con gái út của Phương Mẫn, tên chính thức là Chúc Hoa, nhũ danh là Hoa Hoa. Kim Tú Châu gật đầu, chủ yếu vẫn là vì áp lực học hành quá lớn, lại thêm gần đây hạ nhiệt độ đột ngột, không chú ý giữ ẩm nên mới bị cảm. Phương Mẫn cũng lo âu, tính cách của con bé này hiếu thắng lắm, các anh chị lớn chung quanh nó đều học giỏi, nó sợ mình kém quá sẽ mất mặt Thực ra tôi và chính ủy đều không quan tâm mấy thứ đó Con bé vui vẻ mới là quan trọng nhất Kim Tú Châu an ủi cô ấy Như nhau thôi Lục lục nhà tôi cũng vậy Mỗi lần về nhà đều học đến khuya Phùng phùng với siêu anh đều nhảy lớp Chị gái nó lại thi đậu đại học thủ đô Cho nên trong lòng nó đang nghẹn khí đấy Phương Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu Cô của con bé về nhà thấy con bé thì đau lòng vô cùng cứ bảo nó gầy bây giờ đang chuẩn bị bữa tối trong nhà đấy tôi đến đây là để báo với cô một tiếng buổi tối sang nhà tôi ăn cơm được rồi phải rồi khi nào cảnh chi về còn phải chờ mấy ngày nữa em ấy nghỉ trễ hai ngày trước còn gọi điện kể với tôi là hai anh em kỹ lương kỹ mỹ được nghỉ học xong cứ suốt ngày đánh nhau ở nhà em ấy phiền lắm nghe vậy phương mẫn bật cười hai đứa bé kia đúng là hoạt bác thật Kim Tú Châu lắc đầu, đều tại tôi, gửi hai bộ quần áo mà tôi tự may cho hai đứa nó, bởi vì màu sắc hoa văn khác nhau nên hai anh em cãi nhau chí chóe, đứa nào cũng muốn bộ màu xanh lá. Cuối cùng cảnh chi tức đến nỗi tịch thu cả hai bộ đồ, sau đó tặng cho con của đồng nghiệp. Kim Tú Châu biết hai đứa bé thích đánh nhau cãi nhau, nhưng cô nghĩ màu sắc và kiểu dáng quần áo đều như nhau, chẳng qua hoa văn theo thùa khác nhau thôi, chắc sẽ không sao đâu, hơn nữa còn tiện cho việc phân biệt hai anh em không ngờ vậy mà tụi nó vẫn cãi nhau được ngược lại là đồng nghiệp của bạch cảnh chi vui mừng vô cùng bỗng nhiên được tặng hai bộ đồ mới phương mẫn cười nắc nẻ hai đứa nhỏ này buồn cười thật sự buổi tối kim tú châu và giang minh xuyên dẫn hai đứa con đến nhà phương mẫn ăn cơm căn nhà mà phương mẫn đang sống là căn nhà kiểu tây mà ông bà ngoại để lại cho cô ấy nhỏ hơn nhà kim tú châu chút xíu nhưng vừa đủ để cả gia đình sinh sống chính ủy chúc cũng đã về đang bận việc trong nhà bếp nào là bưng bàn nào là bưng ghế còn mấy người phụ nữ thì ở trong bếp nấu đồ ăn khi kim tú châu vào nhà phương mẫn đang bưng thức ăn đặt lên bàn thấy cô đã đến cô ấy nhanh chóng gọi mau vào nhà ngồi đi ngoài trời lạnh lắm nhỉ hai đứa bé đi theo đằng sau cười chào hỏi cháu chào thím phương ạ à. phương mẫn tay một tiếng sau đó gọi con gái út của mình trên lầu hoa hoa Mau xuống đây, Yến Yến và Lục Lục đến rồi kìa. Ngay sau đó nghe được tiếng bước chân lộc bộp vang lên trên lầu, là Hoa Hoa chạy xuống. Giang Minh xuyên đi phụ chính ủy chúc, Kim Tú Châu vào nhà bếp. Trong bếp, Trương Thu Lai đang nấu đồ ăn, Kỷ An cũng nấu trên một bếp lò khác, Chúc Anh và Phương Mẫn đứng bên cạnh hỗ trợ, Kim Tú Châu chào hỏi với mọi người. Chúc Anh lập tức bỏ củ tỏi xuống, vừa cười vừa đến gần cô, không biết em ăn cái gì mà sao càng ngày càng trẻ ra thế này kim tú châu cười nói còn ăn gì nữa cả ngày ăn màn thầu với dưa muối từ khi hạ nham không ở nhà em chẳng buồn nấu cơm nữa chúc anh tức giận hỏi tiểu đoàn trưởng giang đâu mặc dù hiện tại giang minh xuyên đã thăng chức nhưng bà ấy vẫn quen gọi tiểu đoàn trưởng giang cũng như phương mẫn vẫn gọi chồng mình là chính ủy kim tú châu anh ấy cũng chẳng khá hơn là bao một tuần nấu được hai bữa là tốt lắm rồi bọn trẻ đều không có nhà vợ chồng em cũng ăn cho qua bữa thôi chúc anh bất đắc dĩ hai vợ chồng nhà em thật tình kim tú châu hỏi kỹ an hai đứa bé đâu sao không thấy tụi nó tụi nó bận hết rồi năm nay không về nhà ăn tết được kim tú châu gật đầu hai đứa con của kỹ an đều làm lính không về nhà là chuyện bình thường cô an ủi cô ấy bữa sau gửi ít đồ ăn cho hai đứa gửi chứ tháng nào em cũng gửi. Lại có món ăn được nấu xong, Phương Mẫn nhanh nhẹn bưng ra ngoài, Kim Tú Châu nhường đường cho cô ấy, sau đó đến bên bệ rửa hỗ trợ rửa rau. Bữa tối tổng cộng nấu 10 món ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Một bàn lớn ngồi đầy người, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. 6 giờ rưỡi ăn cơm, đến 8 giờ rưỡi mới ăn xong. Đến khi về nhà, Kim Tú Châu còn say ngà ngà, giang minh xuyên đỡ cô ra ngoài chờ đi được mấy bước không thấy ai khác anh cúi xuống cổng cô lên lưng hai đứa bé ở bên cạnh đều chứng kiến lục lục lập tức nháy mắt với chị gái phó yến yến nở nụ cười nhắc nhở giang minh xuyên cha ơi cha đi từ từ thôi đường xá trơn trượt giang minh xuyên ừ một tiếng các con đi đằng trước phó yến yến biết cha mình ngại ngùng nên kéo em gái đi đằng trước kim tú châu nằm trên lưng giang minh xuyên có chút cảm giác nhưng đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Cô nhéo tai Giang Minh Xuyên, nói hàm hồ, hôm nay náo nhiệt ghê, nếu Tiểu Nham cũng ở nhà thì tốt biết bao. Ngày 25 thằng bé về rồi. Sao anh biết? Nó gọi điện nói với anh. Sao nó không nói với em? Nhà mình có điện thoại đầu. Thế cũng không được. Bữa sau anh đánh nó một trận. Anh đừng đánh mạnh quá, đánh mấy phát là được. Nghe tiếng nói chuyện của cha mẹ Lục lục không nhìn được nói thầm với chị gái Sau này lớn lên Em cũng phải tìm một người chồng như cha Phó Yến Yến xoa đầu cô ấy Trêu ghẹo Mới tí tuổi mà đã nghĩ đến chuyện cưới chồng rồi Lục lục cũng giơ tay lên xoa đầu Phó Yến Yến Chỉ còn có mặt mũi nói em Anh Tư về nhà nhất định sẽ đến nhà mình Nghe vậy Phó Yến Yến muốn đánh cô nhóc Anh Tư là cháu trai út của nhà họ Trương Lớn hơn Phó Yến Yến một tuổi Hiện giờ đang ở trong quân khu Phương Nam. Hồi trước ông cụ Trương còn đùa rằng đính hôn cho hai đứa bé, nhưng sau khi ông cụ Trương qua đời, nhà họ Trương không còn ai nhắc lại chuyện này nữa, Kim Tú Châu cũng không chủ động nhắc đến. Ngược lại là sau này lớn lên, Trương Minh Quân cứ chạy đến nhà họ. Ban đầu còn không rõ anh ta có ý gì, sau này nhận ra, nhưng Phó Yến Yến không có cảm giác gì nên từng ngầm từ chối anh ta. Lục lục rất lanh lợi, nhanh chóng bỏ chạy. Ngày 25, Hạ Nham về nhà. Đi theo cậu ấy về nhà còn có hai anh em Dương Anh Hùng. Mấy năm nay, hai anh em Dương Anh Hùng đều đến nhà ăn Tết, vì vậy mà Kim Tú Châu còn đặc biệt dọn dẹp một gian phòng cho hai anh em. Hai anh em rất hiểu chuyện, mang theo rất nhiều quà đến đây, nào là rượu nào là thực phẩm dinh dưỡng, trong thực phẩm dinh dưỡng còn có tổ yến, không biết họ tốn bao nhiêu tiền. Kim Tú Châu cũng lấy áo giày mới mà mình tự làm cho hai anh em, kêu họ mặc thử xem hai anh em vô cùng vui sướng lập tức cởi áo ra thử đồ mới kim tú châu làm cho dương anh hùng một chiếc áo bông màu đen cao cổ viền áo đính lông chồn màu đen chỗ cổ tay áo thêu hoa văn chữ vạn bằng chỉ đỏ vừa đẹp vừa ấm áp dương anh hùng mặc trên người trông cao lớn hơn hẳn áo bông của dương siêu anh là màu xám bạc chỗ cổ áo và cổ tay áo đính lông chồn trắng kiểu dáng của cậu ấy hoạt bát hơn một chút cổ tay áo theo hoa văn tường vân, trên túi vải còn có hình con ngé. Dương siêu anh cực kỳ thích, sờ trên dưới trái phải một lượt, sau đó bất đắc dĩ chỉ vào chủ nghe nói, thím à, cái hình này ấu trĩ quá. Kim Tú Châu tức giận vỗ cậu ấy một phát, ấu trĩ chỗ nào? Chẳng phải rất đẹp à? Sau đó lại kêu cậu ấy ướm thử dây. Dương siêu anh mang giày vải mà Kim Tú Châu làm cho mình, hơi chật một chút, nhưng cậu ấy vẫn nói, vừa khớp. Thế thì tốt. Hai anh em chỉ mặc thử một lát, thử xong thì cởi ra gấp lại, không nở mặt. Hạ Nham đã mặc áo khoác quân đội cũ của Giang Minh Xuyên vào bếp phụ giúp, còn lớn tiếng hỏi họ muốn ăn gì. Lục lục không khách sáo gọi món, em muốn ăn sườn xào chua ngọt. Yến Yến cũng nói, thịt lợn thái sợi xào ớt xanh. Thịt kho. Khoai tây sợi. Tông kho tỏi. Hết người này đến người khác gọi món. Hạ Nham trong bếp tức giận nói, mấy người đúng là không khách sáo tí nào. Lục lục cười vui vẻ, sau đó kéo Dương Siêu Anh đến nhà Phương Mẫn tìm phồn phồn chơi. Ba đứa bé lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết với nhau không khác anh em ruột là bao, nhất là khi lục lục còn biết phồn phồn đã có người yêu, nhất định sẽ lôi chuyện này ra để lừa gạt một phen. Dương Siêu Anh cũng thích góp vui, hai đứa cười hớn hở ra ngoài, chưa đi được bao xa thì bên ngoài truyền ra tiếng hò hét ném tuyết của hai đứa. Dương Anh Hùng bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài hô một tiếng, em nhường em gái một chút. Dương Siêu Anh không phục, nó đánh lén em trước mà. Dương Anh Hùng bóp trán. Yến Yến an úi cậu ấy, anh đừng quan tâm, tụi nó vẫn còn là con nít lên ba, tâm trí chưa trưởng thành hết đâu. Cô nói câu này là thật lòng. Đời sau, ngay cả bọn trẻ con trong trường mầm non cũng biết yêu đương lục lục thì hay rồi yêu đương hoàn toàn là để đối phương dạy mình học tập một người là đại biểu môn tiếng anh một người là đại biểu môn vật lý hai bên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đối phương nói cô nhóc lăng nhăng thì cũng lăng nhăng thật nhưng bảo cô nhóc chỉ biết yêu đương thì thật sự không đúng tí nào chỉ đơn giản là để làm sự nghiệp thôi còn dương siêu anh hoàn toàn là gương mặt vạn trong làng lẻo mét bây giờ cậu ấy say mê tiểu thuyết võ hiệp suốt ngày ảo tưởng mình sẽ trở thành đại hiệp mình đọc chưa đủ còn thích tự sáng tác tiểu thuyết viết lộn tùng phèo hết cả lên mà còn gửi cho cô đọc buổi tối cả nhà ăn một bữa cơm nóng hổi hôm sau ngoài trừ giang minh xuyên cả nhà đều ra ngoài chuẩn bị đồ tết mọi người không đến tòa nhà bách hóa hiện giờ người mua hàng ở tòa nhà bách hóa đã không còn nhiều như ngày xưa mọi người đều thích mua đồ ở chợ chợ chính là chợ đen hồi xưa kể từ khi không còn cấm kinh doanh càng ngày càng nhiều người ra ngoài bày hàng bán quán nhất là bây giờ dịp tết trên quầy hàng cái gì cũng bán còn có hàng hóa nhập từ phương nam bao gồm quần áo và thức ăn ở hồng kông kim tú châu đi đằng trước thấy thứ gì cần thì tiến lên hỏi giá mua xong đưa cho mấy đứa con hạ nham vẫn như hồi xưa muốn thứ gì cũng kéo áo kim tú châu kêu cô mua cho mình Kim Tú Châu chê cậu ấy quấy rầy mình mặc cả, lấy 5 đồng trong túi rồi kêu cậu ấy tự mua đồ. Hà Nham lập tức khoác vai Dương Anh Hùng, dẫn cậu ấy đi mua mấy cây kẹo hồ lô trái cây rồi quay về, mỗi người một cây. Bởi vì có mấy sức lao động đi theo nên chỉ cần một ngày đã mua đủ đồ Tết, sách túi lớn túi nhỏ về nhà. Lúc về nhà, họ đi ngang qua nhà Phương Mẫn thì bị Trúc Anh nhìn thấy, không khỏi kêu giỏi lắm, còn bảo ngày mai mấy đứa nhỏ sang đây giúp một tay, nhà họ cũng muốn mua đồ Tết. Hà Nham cười hì hì, dạ được, nhưng mà gì phải trả lương cho bọn cháu đấy nhé. Bao nhiêu tiền? Không nhiều đâu, một cây kẹo hồ lô là được. Thế thì bao đủ? Cháu biết gì tốt nhất mà. Ha 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 ha. Một ngày trước giao thừa, Bạch Cảnh Chi dẫn hai đứa con về nhà, cũng xách một đống đồ, đa số đều là quà Tết mà đơn vị phát cho cô ấy, cô ấy dứt khoát chọn mấy thứ tốt mang về nhà. Vừa vào nhà, hai đứa song sinh Long Phụng lập tức đi tìm anh chị để chơi. Bọn nhỏ đều thích trêu đùa hai đứa út trong nhà, nhất là lục lục, cố ý nói, Ủa, sao em gái lại đeo hoa trên đầu? Sao anh trai lại không có? Dương siêu anh cũng chọc người ghét, cố ý nói tiếp, nhưng quần áo của anh trai đẹp hơn. Giờ thì hay rồi, hai anh em lập tức đánh nhau ngay lập tức, sau đó nghe thấy tiếng khóc vang thấu trời xanh. Bạch Cảnh Chi đang cười tủm tỉm trò chuyện với Kim Tú Châu, nói mình vừa xin nghỉ, nghe thấy tiếng khóc thì không chút nghĩ ngợi nói ngay, em sang nhà mẹ chồng em trốn cái đã, lát nữa em về. Nói đoạn, cô ấy nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Kim Tú Châu còn chưa kịp có phản ứng thì đã không thấy cô ấy đâu. Kế tiếp, hai đứa bé chạy đến chỗ Kim Tú Châu đòi tìm mẹ, không tìm được mẹ thì nhờ mợ phân xử giùm mình. Kim Tú Châu cũng nhức đầu, tức giận đến nỗi cầm chổi lông gà đánh lục lục và dương siêu anh. Lục lục và dương siêu anh muốn trốn, lại bị mấy đứa lớn cản đường. Cả nhà gà bay chó sủa. Buổi tối giao thừa, hai gia đình ngồi quay quần cùng nhau ăn cơm tất niên. Mấy đứa bé khiêng bàn ghế nhà chính ủy chúc lại một chỗ, bày ra hai bàn đầy ắp thức ăn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn. Người lớn vừa ăn vừa uống rượu, bọn trẻ cũng bắt chước. Tử lượng của hạ nham rất thấp, mới uống được mấy ly đã say ngà ngà, còn biểu diễn quyền thuộc một phen. Dương Siêu Anh cũng là đứa thích chơi xỏ anh trai mình, còn xúi dục anh trai so tài. Dương Anh Hùng tức giận đến nỗi muốn đánh cậu nhóc, nhưng mọi người nghe thấy lời nói của Dương Siêu Anh thì đều ồn ào hồ theo, cuối cùng không còn cách nào khác, Dương Anh Hùng đành phải bước lên mất mặt. Quả nhiên, còn chưa tỉ thí được ba chiêu thì Dương Anh Hùng đã bị Hạ Nham đánh ngã. Hạ Nham bắt đầu ngông cuồng, ngoắt ngón tay gọi Giang Minh Xuyên, cha, đến đây. Mọi người cũng hồ theo ồn ào. Giang Minh Xuyên nở nụ cười. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Nham nằm trên mặt đất mãi mà không dậy được. Đêm hôm đó, Dương Siêu Anh đang mơ thấy giấc mơ đẹp thì bỗng nhiên bị anh ruột đạp xuống giường. Hoàng, kết thúc phần chính văn. Mời bạn nghe tiếp phần ngoại truyện. Trời tờ mờ sáng, Kim Tú Châu cố gắng mở mắt ra, ngần người trong chóng lát rồi chống tay lên giường chuẩn bị dậy. Nào ngờ vừa cử động, cô chợt phát hiện thân thể của mình vô cùng đau đớn, cả người không còn chút sức lực nào. Cô nhíu mày, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện tình hình trước mắt có gì đó là lạ, lạ. Chăn trên giường không phải là chiếc chăn mà cô quen thuộc, chất vải rất kém cỏi, có mấy chỗ may vá. Lại nhìn căn nhà, kết cấu trông hơi quen quen, nhưng những chỗ khác lại rất lạ lẫm. Kim Tú Châu không rõ chuyện này là thế nào. Chẳng lẽ cô mượn xác sống lại lần nữa? Cô không khỏi sợ hãi. Cô không muốn chết, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mấy hôm trước Dương Anh Hùng còn gọi điện nói với cô rằng mấy ngày nữa sẽ dẫn bạn gái về nhà thăm cô, còn hy vọng cuối năm cô giúp cậu ấy đến nhà bạn gái để cầu hôn. Ngày thường, hai anh em vẫn hiếu kính cô như trưởng bối trong nhà, Kim Tú Châu cũng thích quan tâm đến họ, đã bắt đầu chuẩn bị đồ cầu hôn cho nhà gái. Nghĩ rằng ngày mai cậu ấy sẽ về nhà, Kim Tú Châu còn cố ý đi ngủ sớm một chút để mong trạng thái ngày mai sẽ tốt hơn, chẳng qua không hiểu vì sao mình vừa mở mắt ra thì mọi thứ đều thay đổi. Chẳng qua, cô không phải là người hay đa sầu đa cảm. Thấy tình hình trước mắt không đúng, cô lập tức trời giường, mặc quần áo ra ngoài. Cửa phòng rất mỏng, quét một lớp sơn màu vàng, móc sắt nhỏ xíu chỉ cần kéo sang bên phải thì sẽ mở được cửa. Kim Tú Châu rất quen thuộc với ổ khóa này, cô nhớ ra rồi, hồi trước sống trong tòa nhà người thân của quân khu, cửa phòng là như thế này. Nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt đập mạnh một nhịp. Cô bước ra ngoài, đưa mắt nhìn chung quanh, càng xem càng kinh hãi. Cho dù rất nhiều đồ vật trong nhà không giống với trí nhớ của cô, nhưng từ bố cục và cách thức vẫn có thể thấy được hình bóng ngày xưa. Trong lúc đang kinh hãi, Kim Tú Châu chợt thấy một người đang ngồi trong phòng khách. Người đàn ông cúi đầu ngồi trong bóng tối, không nói một lời, cũng không biết đã ngồi ở đây bao lâu. Nhìn gương mặt trẻ tuổi mà tiêu tụy của người đàn ông, Kim Tú Châu nhất thời ngẩn người, không ngờ lại chính là Giang Minh Xuyên hồi trẻ. Theo phản xạ, cô muốn gọi anh một tiếng, nhưng lại nhanh chóng ý thức được có gì đó khác thường. Giang Minh Xuyên không về phòng mà lại ngồi ở đây, chắc là hiện tại hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cô nghĩ mãi mà không hiểu hồi xưa mình với Giang Minh Xuyên có cãi nhau không? Có thì có, nhưng sẽ không xa lạ đến nỗi không về phòng ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, dường như Giang Minh Xuyên cũng không bất ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tràn đầy tơ máu, quần mắt thâm đen. Kim Tú Châu chưa bao giờ thấy anh trong dáng vẻ chật vật tiêu tụy như thế này, không nhịn được nhíu mày. Cô biết rõ, người này không phải là Giang Minh Xuyên mà cô biết. Giang Minh Xuyên im lặng trong chốc lát, sau đó đôi môi mấp máy hỏi bằng giọng khàn khàn cô thật sự nghĩ kỹ rồi à kim tú châu không khỏi thắc mắc nhưng cô không biểu hiện ra ngoài xưa nay cô vốn giỏi nhìn mặt đoán ý cho dù mấy chục năm nay sống an nhàn sung sướng bản lĩnh này cũng thoái hóa không ít nhưng vẫn đủ để đối phó với giang minh xuyên cô quan vấn đề cho đối phương bằng giọng điều bình tĩnh không phải là anh suy nghĩ kỹ chưa à nghe vậy giang minh xuyên lập tức im lặng ngay khi kim tú châu cảm thấy đói bụng thầm nghĩ sáng nay ăn gì thì nghe thấy người đàn ông nói bằng chất giọng khô khan khàn khàn được buổi chiều chúng ta đi ly hôn ly hôn giờ thì kim tú châu không nói gì cô có thể xác định giang minh xuyên trước mắt này không phải là người mà cô quen biết mình cũng không phải là chính mình kim tú châu suy nghĩ rất nhanh cô mượn xác sống lại trên người kim tú châu của thế giới này lâu ngày có khi cô quên mất chuyện này chẳng qua đôi lúc cô cũng nghĩ nếu mình không biến thành kim tú châu nơi này vậy thì cuối cùng giang minh xuyên và kim tú châu sẽ có kết cục gì bây giờ xem ra có lẽ chính là tình trạng như hiện tại kim tú châu không trả lời chỉ nhìn anh một cái rồi xoay người vào bếp nói xong giang minh xuyên lập tức thu hồi tầm mắt trong lòng biết kim tú châu nhất định sẽ chăm chọc khiêu khích mình một phen chẳng qua chờ mãi mà không nghe thấy giọng nói quen thuộc đối phương chỉ xoay người vào bếp trong bếp lập tức vang lên tiếng nấu cơm anh nhíu mày nhất thời không hiểu kim tú châu có ý gì trong bếp hầu như không có đồ ăn dư thừa kim tú châu tìm mãi mà chỉ tìm được ba quả trứng gà mấy cọng rau xanh và một miếng gừng nhỏ chum gạo cũng gần cạn kiệt may mà vẫn còn hơn nửa túi bột mì cô thật sự đói bụng nên trực tiếp nhào hết bột mì nhào xong lại không tìm được chạy cán bột dứt khoát dùng dao phay cắt thành từng cục nhỏ, sau đó lại nấu nồi cho nóng, rót dầu vào, đập ba quả trứng gà rán chín rồi đổ nước nấu cho sôi, bỏ mì và rau xanh vào. Mùi thơm trong phòng bếp nhanh chóng lan ra ngoài. Hai đứa bé cũng đã ngủ dậy, ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được lén lút đến gần phòng bếp. Thấy Kim Tú Châu đang nấu cơm, hai đứa bé đều không vui mừng, trong lòng chúng biết rõ hôm nay rất có khả năng là bữa cơm cuối cùng của gia đình mình nhận thấy có tầm mắt đang nhìn mình kim tú châu quay đầu lại trực tiếp đối diện với hai đứa bé cô lập tức nhận ra hạ nham và yến yến nhưng cũng không phải là chúng hạ nham trước mắt vừa nhỏ vừa gầy ánh mắt lạnh lùng yến yến còn nhỏ gầy hơn mái tóc lưa thưa da vàng như nghệ nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập nhút nhát và sợ hãi đối với tương lai không biết trái tim kim tú châu như bị siết chặt hai đứa bé vẫn được cô nuôi dưỡng tỉ mỉ trắng trẻo xinh đẹp cao lớn khỏe mạnh chưa bao giờ nhỏ gầy như thế này vừa thấy đã biết là thường xuyên đói bụng thấy cô hai đứa bé có vẻ sợ hãi nhanh chóng nấp sau tường kim tú châu áp chế cảm giác phức tạp trong lòng lấy bốn cái bát đựng mì có một bát không có trứng gà nên cô bỏ nhiều mì hơn một chút múc mì xong lại nhỏ một giọt dầu vừng vào mỗi bát sau đó nhìn ra bên ngoài hô ăn cơm kim tú châu bưng bát của mình ra ngoài ăn Hai đứa bé thay phiên nhau vào phòng bếp, cũng bưng bát ra ngoài. Chẳng qua, con gái Út không ăn luôn như anh trai mà bưng bát đưa cho cha ở cách đó không xa. Giang Minh Xuyên do dự nhìn Kim Tú Châu, Kim Tú Châu cúi đầu ăn mì của mình, không nhìn anh, cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết tình trạng hiện tại. Phó Yến Yến khẽ nói, "Chú ăn đi, vẫn còn một bát." Giang Minh Xuyên nhận bát mì. Phó Yến Yến lại xoay người vào phòng bếp, bưng bát mì không có trứng gà. Cô bé nhìn lén Kim Tú Châu và Hạ Nham ngồi trên bàn, không tiến lên mà ngồi ăn trước cửa phòng bếp. Cho dù không có trứng gà, cô bé cũng ăn rất ngon lành, nhai từng miếng từng miếng như đang ăn sơn hào hải vị. Kim Tú Châu nhìn mấy cọng rau loe que trong bát của cô bé, cô vốn định để lại bát đó cho Giang Minh Xuyên. Có lẽ Giang Minh Xuyên cũng nhìn thấy, vẫy tay gọi con gái. Phó Yến Yến ngoan ngoãn bưng bát đến gần, giang minh xuyên kẹp trứng gà trong bát của mình vào bát của cô bé phó yến yến nhìn anh giang minh xuyên nở nụ cười miễn cưỡng chú không thích ăn con ăn đi phó yến yến cắn môi khẽ vân một tiếng sau đó ngồi bên cạnh giang minh xuyên cả nhà bốn người ăn bữa sáng trong yên ắng ăn. ăn cơm xong kim tú châu đặt bát lên bàn rồi về phòng giang minh xuyên chờ con gái ăn xong mới đứng dậy lấy bát không trên tay cô bé lại lấy bát trên bàn mang vào bếp rửa sạch. Nhìn em gái kiển chân lau bàn, hạ nhằm hiếm khi không cười nhạo cô bé như trước kia. Cậu ấy im lặng nhìn bàn cơm, bỗng nói một câu, nếu mỗi ngày đều được ăn mì như thế này thì tốt biết bao. Nói xong, đôi mắt cậu ấy hơi đỏ hoe, lại hung ác nhìn em gái, vui lắm đúng không? Sau này em không cần gặp anh nữa. Động tác lau bàn của Phó Yến Yến khựng lại, không trả lời cậu ấy nhưng trong lòng cô bé thầm nghĩ hẳn là vui vẻ cô bé không thích nơi này chút nào rửa bát xong giang minh xuyên đi đến cửa phòng anh không vào phòng mà đứng ở cửa nói buổi trưa tôi sẽ về có những lời không nói hết nhưng hai người đều hiểu là có ý gì kim tú châu nằm trên giường không nhúc nhích cô nhức đầu quá phải nghỉ ngơi một phen cũng muốn ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy mình có thể trở về thế giới ban đầu của mình cô không thích nơi này hy vọng chỉ là một giấc mơ cô không trả lời anh người bên ngoài cũng không nói tiếp sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa của đối phương và tiếng đóng cửa trong phòng khách kim tú châu nhắm mắt lại có lẽ là thật sự mệt mỏi nên không lâu sau cô lại chìm vào giấc ngủ không biết trôi qua bao lâu khi cô mở mắt ra thì ngoài trời đã sáng choang trong nhà rất nóng nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chung quanh trong lòng cô vô cùng mất mát nhưng xưa nay cô vốn là người vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán nếu đã ý thức được mình không thể trở về thì cô phải chuẩn bị tinh thần để tiếp tục sinh tồn ở đây làm ra sự lựa chọn có lợi nhất cho mình đầu tiên nhất định không thể ly hôn bất kể là từ khía cạnh lợi ích hay tình cảm thì rời khỏi giang minh xuyên đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất thứ hai cô phải kiếm tiền may mà những điều này cô đều từng trải qua Bất kể là chung sống với Giang Minh Xuyên và bọn trẻ hay là kiếm tiền bằng tranh vẽ gì đó, cô đều có kinh nghiệm hết rồi. Sau khi nghỉ thoáng, Kim Tú Châu rời giường ra ngoài, còn bỏ tiền vào phiếu vào túi áo. Đồ đạc trong phòng đều được thu dọn sẵn, hai cái túi lớn, tiền đặt trong túi nhỏ, không nhiều lắm, tổng cộng mới có 240 đồng và một ít phiếu. Cô cảm thấy đối phương thật to gan, mới có tí tiền như vậy mà cũng dám ly hôn. Hai đứa bé đều ở trong phòng khách, chẳng qua chúng đều im lặng, không ai nói chuyện, hơn nữa ngồi cách nhau cũng rất xa, có thể thấy được ngày thường quan hệ giữa chúng rất tệ. Điều này khiến Kim Tú Châu cứ thấy lạ lạ, trong trí nhớ của cô, từ nhỏ hai anh em đã rất ầm ĩ, lúc nào cũng có những đề tài nói mãi không hết. Cho dù sau này lớn lên, hai anh em cũng thường xuyên cãi nhau, còn nhờ cô phân xử. Nhưng cô cũng biết nơi này khác với gia đình mà cô đã quen thuộc thấy cô ra ngoài hai đứa bé đều ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hạ nham mang theo quan sát và xa cách còn ánh mắt của con gái tràn ngập sợ hãi có thể thấy được ngày thường kim tú châu này không thân cận với hai đứa bé sau khi đã quyết định cô nói thẳng với con gái đi theo mẹ ra ngoài một chuyến phó yến yến hơi kinh ngạc vì mẹ lại gọi một mình mình nhưng cô bé không nói gì chỉ nhỏ giọng trả lời vâng ạ à. kim tú châu vòng qua hạ nham ra ngoài phó yến yến cúi đầu đi theo nhìn bóng lưng hai mẹ con hạ nham lộ vẻ không vui trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là mẹ con ruột cho dù ngày thường biểu hiện thích mình cỡ nào thì vẫn thiên vị con ruột hơn kim tú châu đi đằng trước vốn định trò chuyện với con gái mấy câu nhưng con gái vẫn im lặng đi theo sau cho dù cô cố ý bước chậm hơn thì cô bé cũng không đuổi kịp ngược lại cũng đi chậm hơn kim tú châu biết ngay quan hệ giữa hai mẹ con có vấn đề nhưng cô không có ký ức trước kia nên không rõ giữa hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì chỉ từ cảnh tượng buổi sáng thấy được con gái sống trong gia đình này cũng không tốt cẩn thận lấy lòng mọi người từng ly từng tí kim tú châu chủ động lên tiếng mẹ không chuẩn bị ly hôn với cha với chú của con nghe vậy phó yến yến đi đằng sau thoáng sửng sốt nhưng không thể nói là thất vọng cô bé im lặng trong chốc lát rồi khẽ vâng một tiếng kim tú châu nói tiếp mẹ nghĩ lại rồi nếu ly hôn thì cuộc sống hai mẹ con chúng ta có khi còn không bằng như bây giờ chỉ ít bây giờ mình có mái nhà để ở nhưng nếu rời đi nhất định không thể về quê còn xuống phía nam thì chúng ta lại không có nhiều tiền ai mà biết được chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì nghe vậy phó yến yến không nói lời nào mấy hôm trước bà ta còn nói với mình rằng bà ta sẽ cố gắng kiếm tiền để mình được sống sung sướng Chẳng qua Kim Tú Châu đã nuốt lời rất nhiều lần Cho nên cô bé không bận tâm thêm lần này Nhưng mẹ nghĩ thông suốt rồi Cuộc sống này là của mình Có sống tốt hay không đều là sự lựa chọn của mình Cho dù khiến ai chịu thiệt Cũng không thể để hai mẹ con mình chịu thiệt Trước kia mẹ cứ muốn dành dụng tiền Bây giờ xem ra Tiết kiệm cỡ nào tiền cũng không nhiều hơn được Chi bằng tiêu xài cho bản thân Phó Yến Yến hơi kinh ngạc nghe lời nói của Kim Tú Châu cô bé chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nghe thấy câu nói như vậy phát ra từ miệng Kim Tú Châu. nhưng dù vậy, cô bé vẫn nghi ngờ, cảm thấy cô chỉ nói miệng mà thôi. Kim Tú Châu nói được thì làm được. sau khi đến cung Tiêu Xã, cô mua gạo, nước tương, bột mì, lại mua rau tươi và thịt đựng trong hai túi lớn. Kim Tú Châu xách túi lớn, Phó Yến Yến xách túi nhỏ. lúc trả tiền, Kim Tú Châu thấy có bán kem còn mua hai cây cà rem đậu xanh rồi đưa một cây cho con gái vừa ăn vừa đi về phó yến yến ngơ ngác đi sau lưng cô cô bé nhìn que kem trên tay mình lại nhìn kim tú châu đi đằng trước đột nhiên cô bé ý thức được lần này mẹ thực sự thay đổi cô bé cúi đầu cẩn thận ăn một miếng cà rem rất ngọt rất mịn rất ngon miệng đây là lần đầu tiên cô bé được ăn kem trước kia mẹ chỉ mua cho hạ nham nhưng mua loại kem que rẻ tiền nhất, chứ không phải là kem đậu xanh đắt tiền như thế này. Trên đường đi, Kim Tú Châu còn gặp Tiền Ngọc Phượng. Tiền Ngọc Phượng bưng rổ trở về từ ruộng riêng đằng sau, thấy cô mua một đống đồ, cô ta cho rằng cô cãi nhau đến nỗi mất tỉnh táo, vội vàng kéo cô lại khuyên nhủ: em mua thịt đã đành, sao mua nhiều rau thế này? Em không trồng rau trong vườn riêng à? Xài tiền cũng không thể xài kiểu này. Nghe chị, cái đứa hàng xóm nhà em là đứa không đứng đắn, đừng giận dỗi với chồng mình. Tiểu đoàn trưởng gian quá lương thiện, em lại là đứa nóng tính, cãi nhau thì được, nhưng đừng trút giận lên tiền nông, trở về làm hòa đi. Vợ chồng làm gì có chuyện không cãi nhau, chỉ với nhị trụ đẻ hai đứa con rồi mà vẫn cãi nhau như thường. Kim Tú Châu nhìn gương mặt nhăn nheo, làn da vàng khè của tiền Ngọc Phượng, hoàn toàn khác với người trong trí nhớ của mình. Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì chỉ gật đầu tiền ngọc phượng lấy một bó rau xanh trong rổ cho cô về nhà đi đừng chọc giận mình có gì không vui thì sang nhà tìm chị kim tú châu gật đầu cảm ơn chị tiền ngọc phượng vẫy tay kim tú châu nhìn bóng lưng cô ta trong lòng hơi khó chịu rõ ràng đã từng là bạn thân của nhau bây giờ gặp lại chỉ có mình cô còn lưu giữ ký ức ngày xưa chờ cô ta đi xa kim tú châu lại nói với con gái đi thôi về đến nhà hạ nham rất kinh ngạc thì thấy hai mẹ con mua nhiều đồ như thế kim tú châu cũng không khách sáo với cậu ấy trực tiếp ra lệnh cho cậu ấy đi nhóm bếp lò rửa đồ ăn yến yến quét nhà phó yến yến nhìn kim tú châu đặt đồ ăn xuống rồi đi lấy chổi hạ nham không nhúc nhích trước kia kim tú châu chưa bao giờ kêu cậu ấy làm việc Kim Tú Châu bình tĩnh nhìn cậu ấy, thím không sai khiến được con hả. Hạ Nham im lặng nhìn cô, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của Phó Yến Yến. Cô bé lại lần nữa khiếp sợ, không ngờ mẹ sẽ kêu Hạ Nham làm việc nhà, mà Hạ Nham cũng thật sự làm theo. Kim Tú Châu mang hết đồ ăn vào bếp, sau đó bỏ hết đồ ăn cần rửa vào bề rửa. Chờ Hạ Nham chăm bếp lò xong, Cô lại kêu cậu ấy rửa sạch đồ ăn trong bệ rửa, còn mình thì cắt mỡ trên miếng thịt ra để ráng lấy mỡ. Buổi trưa, Kim Tú Châu làm tóp mỡ xào rau, cà tím xào ớt và canh thịt bằm cà chua. Khi Giang Minh Xuyên về nhà, vừa hay nồi cơm mới bốc hơi nghi ngút. Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm khắp nhà, không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy. Không lâu sau, anh thấy con trai con gái bưng đồ ăn ra ngoài, màu sắc mùi thơm hương vị đều đầy đủ. Anh không nhịn được tiếng lại gần nhà bếp, đến cửa nhà bếp thì thấy Kim Tú Châu đang múc nước cơm, con trai đang dọn dẹp bàn và bệ rửa, con gái đang lấy bát đũa. Thấy cảnh tượng này, trong lòng anh bỗng dưng xúc động. Anh cảm thấy thế này mới giống một gia đình. Nhưng, gia đình này chẳng mấy chốc sẽ tan tành. Không lâu sau, cơm đã chín, cả nhà lại ăn một bữa cơm thơm ngon hai đứa bé ăn ngấu nghiến nhất là hạ nham cậu ấy chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon cỡ này nhất là lúc nấu cơm cậu ấy cũng phụ một tay nên lúc ăn cơm càng không lo lắng phó yến yến cũng gấp thức ăn liên tục ban đầu cô bé còn dè dặt nhưng thức ăn thật sự quá ngon cô bé không nhịn được gấp thêm mấy lần sau đó thấy mẹ không mắng mình cô bé lại không nhịn được gấp tiếp thấy con gái đã ăn cơm xong kim tú châu còn múc một bát canh thịt bầm lớn cho cô bé kêu cô bé ăn nhiều một chút Phó Yến Yến bưng bát uống canh, đôi mắt đỏ hoe, đây là lần đầu tiên mẹ nói với cô bé như vậy, hồi trước mẹ chỉ toàn mắng cô bé là lợn, chỉ biết mỗi ăn thôi. Ăn cơm xong, ba mẹ con đều không nhúc nhích. Hạ Nham nhìn Kim Tú Châu, không nghe thấy Kim Tú Châu sai khiến nên cậu ấy cũng không nhúc nhích. Giang Minh Xuyên tự giác dọn dẹp bát đũa. Hai đứa bé đều không rời đi, biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện quan trọng hơn. Quả nhiên, chờ giang minh xuyên rửa bát xong ra ngoài ngồi xuống bên cạnh kim tú châu rồi lấy một xấp tiền trong túi quần đẩy tiền đến trước mặt kim tú châu ở đây là một ngàn đồng cô cầm đi mấy năm nay cô đi theo tôi không được sống yên ổn một ngày nào sau khi ly hôn cô với con sống cho tốt tạm thời tôi chỉ có thể lấy ra chừng này tiền thôi sau này mỗi tháng tôi sẽ tiết kiệm ít tiền cuối năm gửi cho cô sau này cô có chuyện gì cũng có thể liên lạc với tôi nghe vậy kim tú châu cũng không khách khí trực tiếp cầm sắp tiền trước mặt hai người đều im lặng trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng khách trở nên tĩnh mịch cuối cùng kim tú châu ngẩng đầu nhìn về phía giang minh xuyên nói thẳng tôi hỏi anh anh có muốn ly hôn không có lẽ giang minh xuyên không ngờ sẽ nghe được câu hỏi này không khỏi lộ vẻ nghi hoặc nhưng anh vẫn thành thật lắc đầu hai đứa bé vẫn còn nhỏ chúng ta ly hôn thì không có lợi cho chúng Kim Tú Châu ư ừ một tiếng, tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có ý gì? Giang Minh Xuyên khó hiểu nhìn cô. Kim Tú Châu, tôi dẫn con gã cho anh là vì muốn được sống yên ổn, nhưng hình như anh không nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều thấy rõ anh có ý với người hàng xóm kia, anh cho rằng làm vậy thì có lợi cho bọn trẻ lắm chắc. Tuy rằng cô không rõ rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lời khuyên nhủ của Tiền Ngọc Phượng hôm nay, Cô cũng đã đoán được đại khái tình hình là thế nào Kim Tú Châu ở nơi này không thắng nổi triệu vận nhà bên cạnh Giang Minh xuyên nhíu mày Tôi với cô ấy không có bất cứ hành động vượt trao nào Triệu vận nói thằng bé anh hùng bỏ nhà trốn đi Đúng lúc Dương Diệu vắng nhà Cho nên tôi tìm thằng bé giúp cô ấy Giờ thì biến thành Kim Tú Châu nhíu mày Anh hùng bỏ nhà trốn đi ư Giang Minh xuyên ừ một tiếng Hình như là vì chuyện gì đó mà cãi nhau Thằng bé ấy trạc tuổi hạ nham nó bỏ nhà trốn đi sẽ rất nguy hiểm kim tú châu không rõ đã xảy ra chuyện gì dẫn đến anh hùng bỏ nhà trốn đi nhưng cô biết rõ thằng bé ấy tốt cỡ nào chắc chắn nó đã phải chịu oan ức rất lớn tìm được chưa giang minh xuyên lắc đầu tôi đã liên lạc với đồn công an thành phố họ bảo chúng ta chờ tin tức kim tú châu gật đầu quyết định vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt trước đã bèn nghiêm túc nói chỉ được lần này thôi giang minh xuyên đây là lần cuối cùng tôi không cần biết lần sau anh còn có lý do gì chỉ cần là cô ta tìm anh anh đều phải báo cho tôi biết ngay lập tức cái nhà này không phải chỉ có một mình anh mà còn có tôi và các con thanh danh của anh bị ô uế thì cũng sẽ liên lụy đến tôi và các con còn nữa sau này anh nộp hết tiền lương cho tôi tôi không quan tâm anh muốn gửi cho chiến hữu hay em gái gì đó số tiền này cần thiết qua tay tôi tiền bạc trong nhà phải do tôi quyết định khi tôi dạy dỗ các con anh cần thiết phối hợp với tôi tuy rằng mỗi ngày anh đi làm rất mệt mỏi nhưng về nhà anh cũng phải làm việc việc nhà mỗi người đều có trách nhiệm anh phụ trách giặt quần áo hạ nham phụ trách rửa bát yến yến phụ trách quét nhà tôi nấu cơm nếu anh không có dị nghị gì thì cứ thế đi không đồng ý thì có thể ra ngoài câu cuối cùng cô nói với hai đứa bé đúng hơn là nói với hạ nham nhưng có lẽ hạ nham không hiểu nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích còn lén lút nhìn giang minh xuyên tưởng là cô đang nói với anh kim tú châu hỏi giang minh xuyên anh đồng ý không giang minh xuyên gật đầu tôi đều chấp nhận được thế thì cứ vậy đi hy vọng anh sẽ làm được buổi chiều kim tú châu cùng hai đứa con quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt vứt hết những món đồ không cần dùng sau khi loay hoay một phen ba mẹ con nóng đến nỗi người đầy mồ hôi nhưng không thể không nói rằng chỉ trong thoáng chốc, cả căn nhà trở nên sạch sẽ thoáng mát hơn hẳn, nhìn vào đã thấy thoải mái. Kim Tú Châu vừa quạt gió vừa nói, ngày mai vào huyện mua một cây quạt điện về đây, trong nhà nóng quá. Nghe vậy, hai đứa bé đều kinh ngạc, Hạ Nham vui vẻ reo lên, thật không, nhà người khác đều có quạt điện, chỉ mình nhà họ không có. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Buổi tối, Kim Tú Châu nấu hết số thịt còn lại, cả nhà ăn đến nổi miệng bóng mỡ. Trước khi về phòng, Hạ Nham còn nói với Kim Tú Châu, chỉ cần mỗi ngày được ăn. Thịt, thím bảo con làm gì cũng được. Nghe vậy, Kim Tú Châu lập tức bật cười, cảm thấy dù thằng bé này biến thành thế nào thì vẫn thèm ăn như xưa. Có lẽ cảm thấy ngại ngùng, Hạ Nham hừ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Kim Tú Châu nói được thì làm được, hôm sau đã dẫn hai đứa con đến cung tiêu xã huyện thành quạt điện ở trong huyện được coi là hàng bán chạy khi họ đến nơi thì đã bán hết nhân viên bán hàng nói là phải đặt hàng trước nghe vậy hai đứa bé đều hơi thất vọng kim tú châu lại không thất vọng sau khi rời khỏi cung tiêu xả cô nói thẳng chúng ta vào thành phố xem thử nghe vậy hai đứa bé nhất thời mở to mắt vui sướng nhìn kim tú châu kim tú châu đi đằng trước đi thôi ba mẹ con quay về bến tàu ban đầu sau đó ngồi thuyền vào thành phố Mặc dù đối với Kim Tú Châu mà nói đã nhiều năm trôi qua, nhưng quay về đây lần nữa, cô vẫn cảm thấy mọi thứ vô cùng quen mắt. Cô lập tức dẫn hai đứa bé đến tòa nhà Bách Hóa. Lần đầu tiên được vào thành phố, hai đứa bé vừa đi vừa tò mò nhìn chung quanh, Kim Tú Châu không khỏi xót xa, cười nói, chờ mua quạt điện xong. Nếu còn dư tiền thì lại mua ít vải làm một bộ đồ mới cho hai đứa. Nghe vậy, Hạ Nham vui vẻ nhìn Kim Tú Châu. Ngược lại là Phó Yến Yến không có phản ứng gì Đối với cô bé mà nói Quần áo mới mà mẹ nhắc đến đều là đồ của mặc lại của Hạ Nham Nhưng lần này nằm ngoài dự đoán của cô bé Sau khi đến tòa nhà Bách Hóa Kim Tú Châu dẫn hai đứa lên tầng hai mua quạt điện trước Quạt điện rất đắt Nhãn hiệu bình thường đã có giá 7-80 đồng một chiếc Xịn hơn chút phải 200 đồng Kim Tú Châu lựa chọn thật lâu Chọn một chiếc quạt cây Mất 150 đồng hôm nay cô ra ngoài mang theo không ít tiền. Sau khi mua quạt điện xong, cô lại đi mua một cuộn vải và ba đôi giày. Ngoại trừ hai đứa bé, cô cũng mua cho bản thân một đôi. Con gái ông cuộn vải và giày, cô và Hạ Nham khiên quạt điện ra ngoài. Hai đứa bé đều không ngờ cô sẽ mua nhiều đồ đến thế, bị cô sai khiến cũng không dị nghị gì, ngoan ngoãn giúp mẹ xách đồ khiên quạt. Lúc đi ngang qua nhà hàng quốc doanh, Kim Tú Châu còn vào trong mua mấy cái bánh bao thịt. Trên đường về, bởi vì quạt điện quá nặng nên Kim Tú Châu còn mua thêm một phần vé tàu. Nhưng ba mẹ con vẫn rất vui vẻ, vừa ăn bánh bao vừa ngắm nhìn phong cảnh chung quanh. Nhất là hai đứa bé, chúng rất ít khi ra ngoài, cũng chỉ có dịp Tết mới cùng Kim Tú Châu vào huyện mua đồ Tết, căn bản là chưa từng vào thành phố. Trải nghiệm hôm nay cứ hệt như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này vừa chân thật còn rất dài sau khi về đến nhà kim tú châu lập tức bật quạt điện gió lạnh thổi vào nhà thoáng chốc khiến mọi người cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn kim tú châu múc một chậu nước lạnh rửa tay sau đó đưa cho hạ nham hai đồng và phiếu thịt kêu cậu ấy đến cung tiêu xạ ở cổng mua bảy làng thịt và kem que vừa nghe kem que và thịt hạ nham lập tức không thấy mệt mỏi hớn hở chạy ra ngoài phó yến yến nhìn kim tú châu kim tú châu đang xem vải dệt vừa chê chất vải kém vừa ướm thử lên người bên kia hạ nham vừa mua thịt và kẹo xong thì vội vã chạy về nhà trên đường gặp phải ngô tiểu quân ngô tiểu quân còn chặn cậu ấy lại hỏi cậu ấy chạy cái gì ngô tiểu quân tinh mắt nhìn thấy cậu ấy cầm thịt và kem que vương tay định lấy bị hạ nham né tránh hạ nham nhích sang bên cạnh trong lòng không vui nhưng không biểu hiện ra mặt hồi trước mới đến nơi này cậu từng sống ở nhà bà nội Ngô nửa năm nên vẫn nhớ ân tình ngày xưa. Chẳng qua đối với Ngô Tiểu Quân, cậu thật sự không thích nổi. Ban đầu hai đứa còn chơi với nhau, sau này bởi vì Ngô Tiểu Quân đột nhiên không muốn chơi với cậu nữa, cảm thấy chú Giang giỏi hơn cha mình, vì thế mà Ngô Tiểu Quân còn lén lút sai khiến người khác cô lập cậu. Điều khiến Hạ Nham bất mãn là thành tích học tập của Ngô Tiểu Quân đã kém mà vẫn đi học, học lớp 8 tận mấy năm. Chị Đại Nha muốn được đi học biết bao nhiêu Nhưng chưa được đến trường ngày nào Ngô Tiểu Quân còn nói sau lưng là chị gái cậu ta sắp phải cưới chồng Đến lúc đó xính lễ đều là của cậu ta Mặc dù Hạ Nham thường xuyên bắt nạt Phó Yến Yến Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này xính lễ của Phó Yến Yến đều là của mình Cho dù Kim Tú Châu cho cậu, cậu cũng sẽ không nhận Nghĩ đến đây, Hạ Nham bỗng nhìn về phía sau lưng Ngô Tiểu Quân Vui sướng kêu lên, cha Ngô Tiểu Quân đang định mắng Hạ Nham, nghe thấy tiếng kêu này thì hoảng sợ vội quay đầu lại nhìn, nào ngờ cậu ta vừa quay đầu thì thấy đằng sau không có ai hết. Cậu ta khó hiểu quay lại, định hỏi Hạ Nham cha mày đâu. Nhưng khi cậu ta quay lại thì không thấy Hạ Nham đâu. Cậu ta nhíu mày nhìn chung quanh, sau đó thấy bóng dáng đã chạy thật xa của Hạ Nham. Lúc này, cậu ta mới chợt hậu tri hậu giác hiểu ra Hạ Nham đùa giỡn mình, tức giận đến nỗi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Hạ Nham chạy rất nhanh, cậu ta chạy theo một lát mà không đuổi kịp, ngược lại thấy Hạ Nham càng chạy càng xa, tức giận đến nỗi chửi thề mấy câu, cuối cùng đành phải xoay người về nhà. Khi Ngô Tiểu Quân về đến nhà thì thấy mẹ và chị gái đang nhặt rau trong phòng khách. Cậu ta nhìn lướt qua đống rau xanh trên sàn nhà, sắc mặt sụ xuống, tức giận nói, lại ăn mấy thứ này, chẳng lẽ không thể mua ít thịt để ăn hả? Thịt đắt lắm, nhà ai ngày nào cũng ăn thịt chứ. Con ráng nhìn đi, chờ chị gái con gả chồng thì con sẽ có thịt để ăn. Nói đến đây, đôi mắt tiền ngọc phượng sáng ngời. Nghĩ đến con rể tương lai làm việc ở nhà máy thịt của mình, tâm trạng của cô ta cũng trở nên vui hơn hẳn. Sắc mặt ngô tiểu quân dịu đi, nhưng vẫn không vui nói, con thấy hạ nhâm nào là mua thịt nào là mua kem, nhà họ ăn thịt còn gì. Nghe vậy, tiền ngọc phượng nhíu mày, sao lại mua thịt nữa? nhưng cô ta vẫn an ủi con trai dạo này thím kim của con đang không vui mua thịt ăn cũng là hết cách rồi chờ mấy ngày nữa là hết sau này con sẽ được ăn thịt mỗi ngày đừng hâm mộ hạ nham được rồi mẹ cho con năm xu con cũng đi mua kem que mà ăn nói đoạn cô ta lấy năm xu từ túi áo đưa cho cậu ta ngô tiểu quân nhận tiền không khách khí sau đó xoay người chạy đi nhìn bóng lưng cậu ta tiền ngọc phượng nói nhớ buổi tối về nhà ăn cơm. Giọng nói không kiên nhẫn của Ngô Tiểu Quân truyền đến từ hành lang, biết rồi. Tiền Ngọc Phượng tức giận nói, thằng bé này. Chỉ có đại nha cúi đầu im lặng nhắc trâu, đôi mắt hơi đỏ hoe. Lời nói của mẹ với em trai, cô ấy đều nghe hết, trong lòng vô cùng khó chịu, cứ như thể gả cô ấy cho một người đàn ông lớn hơn cô ấy 10 tuổi chỉ là để gia đình họ có thể ăn thịt, hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của cô ấy rõ ràng cô ấy cũng là con gái của mẹ cơ mà bên kia hà nham mang thịt và kem que về nhà trả hết tiền lẻ còn thừa cho kim tú châu sau đó mở đóng gói của kem que ra bắt đầu ăn kim tú châu đưa một cây kem cho con gái mình cũng ăn một que mặc dù kem que đã hơi tan chảy nhưng ba mẹ con vừa ăn kem vừa ngồi hóng gió trước quạt cảm thấy vô cùng thoải mái Hà Nham còn kể cho Kim Tú Châu nghe lúc nãy mình bắt gặp Ngô Tiểu Quân trên đường về nhà, cậu ấy cũng không rõ vì sao mình lại muốn nói với Kim Tú Châu, chẳng qua cảm thấy ba người im lặng ngồi ở đây cứ là lạ. Nghe xong, Kim Tú Châu nói ngay, lúc khác kêu cha con đi nói với chú Ngô một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, cô hỏi một câu, phải rồi, sao dạo này không thấy đại nha đâu nhỉ? Hạ Nham cũng không suy nghĩ nhiều, chị đại nha sắp cưới chồng rồi. Cưới chồng? Hạ Nham thầm nghĩ dạo này Kim Tú Châu cãi nhau với chú Giang, chắc là không biết chuyện này, bèn nói, đúng thế, dạo trước chị ấy đã đi xem mắt. Con còn thấy đối tượng của chị ấy nữa, trông vừa già vừa xấu, già hơn cả chú Ngô, cả người đầy dầu mỡ, đến gần còn ngửi thấy mùi lạ. Nghe vậy, Kim Tú Châu nhíu mày, năm nay đại nha mới mấy tuổi, sao đã cưới chồng rồi? Hạ Nham khinh thường hừ một tiếng, mấy năm nữa Ngô tiểu quân sẽ cưới vợ tiền sính lễ của chị Đại Nha sau này đều là của Ngô Tiểu Quân. Sao con biết? Chính Ngô Tiểu Quân nói thế. Nghe xong, Kim Tú Châu nhíu mày chặt hơn. Cô nhận ra mỗi người ở nơi này đều thay đổi rất lớn, Đại Nha mà cô biết thi đậu một trường đại học danh tiếng, sau đó tiếp tục học lên cao, sau này trở thành giảng viên đại học. Ngô Tiểu Quân cũng rất giỏi giang, cứ đi theo làm việc cho Ung Linh, kiếm được rất nhiều tiền. Tình cảm của hai chị em càng ngày càng thân thiết, sau này đại nha ly dị, Ngô Tiểu Quân còn mua nhà cho chị gái, kêu chị gái đón cha mẹ đến nhà mình mà sống. Cậu ta cũng cực kỳ tốt với hai đứa cháu ngoại, đại nha viết thư kể rằng em trai thường xuyên mua quà và quần áo cho con mình. Mà nơi này, đại nha lại sắp cưới chồng, Ngô Tiểu Quân còn lấy xính lễ của đại nha. Mặc dù buồn bã, nhưng Kim Tú Châu biết rõ có một số việc mình không thể thay đổi tuy nhiên cô vẫn muốn cho người trong nhà cuộc sống càng ngày càng tốt buổi tối giang minh xuyên về nhà cô lập tức nói với anh về chuyện của hạ nham nghi ngờ ngày thường hạ nham bị ngô tiểu quân bắt nạt ăn cơm xong giang minh xuyên bèn gọi hạ nham vào phòng trò chuyện không biết hai cha con trò chuyện những gì giang minh xuyên lại kêu hạ nham về phòng hạ nham không về phòng mà ngồi trong phòng khách thổi quạt điện giang minh xuyên vào bếp phụ giúp kim tú châu Kim Tú Châu đang nhạo bột trong bếp, chuẩn bị sáng mai ngủ dậy ăn mì, anh nhân tiện nhắc đến chuyện này. Đây cũng là yêu cầu của Kim Tú Châu, có chuyện gì cũng phải nói với cô. Nghe xong, Kim Tú Châu nhíu mày, anh có kế hoạch gì? Giang Minh Xuyên, ngày mai tôi sẽ nói với Ngô Nhị Trụ chuyện này. Kim Tú Châu, chỉ nói chuyện thì không có tác dụng, cùng lắm Ngô Nhị Trụ chỉ đánh con trai của anh ta một trận, có khi khiến Ngô Tiểu Quân thù hận sâu hơn thế này đi ngày mai anh mua ít thịt với kem qua dẫn hạ nham đến nhà họ bảo là quan hệ giữa hai nhà vốn thân mật không thể vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn đây là đồ tặng ngô tiểu quân lần sau đừng chặn đường em trai em trai nhát gan giang minh xuyên nhìn cô không trả lời kim tú châu hỏi có vấn đề gì à giang minh xuyên lắc đầu ừ một tiếng kim tú châu cũng gật đầu giang minh xuyên rất muốn nói rằng Chuyện này không phải chỉ mình anh làm được Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng anh vẫn không nói gì hết Kim Tú Châu không quan tâm đến anh Dù sao chuyện đắc tội với người khác như vậy Cô sẽ không làm đâu Hôm sau Giang Minh Xuyên về nhà vào buổi tối Cứ làm theo lời dặn của Kim Tú Châu Mấy ngày sau Hà Nham bỗng về nhà nói rằng cậu ấy gặp phải ngô tiểu quân giữa đường Ngô tiểu quân bỏ chạy tránh mặt cậu ấy Kim Tú Châu nở nụ cười hạ nham sùng bái nhìn kim tú châu cậu ấy biết đây là chủ ý mà kim tú châu đưa ra hôm đó cô nói chuyện với chú giang trong nhà bếp cậu ấy đều nghe thấy tuy rằng cậu ấy không rõ vì sao tự nhiên kim tú châu lại thay đổi nhiều đến thế nhưng cậu ấy rất thích cô bây giờ cũng thích cảm giác được người nhà bảo vệ như thế này cứ như có người quan tâm đến mình không chỉ mình hạ nham buổi tối phó yến yến nhận được quần áo mới mà kim tú châu làm cho mình Cô bé nhìn quần áo rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ. Kim Tú Châu kêu cô bé mặc thử, con xem có vừa người không? Nếu không vừa thì để mẹ sửa lại. Phó Yến Yến cúi đầu nhìn bộ đồ mới, nói lý nhí, còn mẹ thì sao? Kim Tú Châu, mẹ chưa làm, mày cho con trước đã. Nói xong, cô lại cười bổ sung thêm, con là con ruột của mẹ, tất nhiên mẹ phải ưu tiên con trước. Nghe vậy, sống mũi Phó Yến Yến cây xè cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu nói này từ miệng kim tú châu mấy ngày kế tiếp kim tú châu may bộ đồ mới cho mỗi người trong gia đình nhà cửa cũng dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt đồ đạc nào không dùng được cũng vứt hết nhất là phòng của hai đứa bé chồng chất rất nhiều tạp vật kim tú châu không rõ giữ lại mấy thứ đó làm gì dứt khoát vứt hết khi kim tú châu dọn đồ hai đứa bé chạy lên chạy xuống vứt đồ giúp cô mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu nhưng chúng vẫn rất vui vẻ, cảm thấy cả căn nhà trở nên sáng sủa sạch sẽ hơn hẳn. Khi dọn phòng cho Hạ Nham, Kim Tú Châu lục được bài thi của cậu ấy, không có một môn nào đạt điểm trung bình. Cô cầm bài thi xem thật lâu, Hạ Nham chột dạ đứng bên cạnh. Năm nay là năm 76, nhưng Hạ Nham mới lên lớp 7. Nơi này khác biệt rất lớn với thế giới mà cô biết, Hạ Nham ở thế giới này đi học trễ hơn nhiều, thành tích cũng kém cỏi hơn nhiều. Hạ Nham mà cô biết từ nhỏ chưa bao giờ có thành tích kém, mỗi lần thi cử đều thuộc nhóm năm học sinh giỏi nhất trường. Nhưng đứa bé trước mắt này, thành tích học tập cực kỳ thảm hại. Cô không rõ vì sao cùng một người, cùng một địa điểm mà tình hình lại chênh lệch quá nhiều. Gia đình Tiền Ngọc Phượng là vậy, Giang Minh Xuyên và hai đứa bé cũng vậy. Rõ ràng hiện tại Giang Minh Xuyên nên thăng chức, chuyển xuống phía nam, nhưng bây giờ vẫn ở đây, ngô nhị trụ cũng chưa xuất ngủ, mọi chuyện đều thay đổi. Trong lòng Kim Tú Châu tràn đầy thắc mắc, nhưng cô vẫn muốn thay đổi hiện trạng. Cô nhìn về phía Hạ Nham, bỗng nói, năm sau con lên lớp 8 đúng không? Nếu con thi đậu trường cấp 3 thì thím sẽ mua một chiếc đồng hồ đeo tay cho con. Hạ Nham kinh ngạc nhìn Kim Tú Châu. Kim Tú Châu chưa bao giờ quan tâm đến thành tích của cậu ấy, ngược lại có yêu cầu rất cao với Phó Yến Yến, chỉ cần lùi bước một chút thôi cũng mắng, so sánh cô bé với đường doanh nhà hàng xóm cho nên mặc dù ngày thường kim tú châu biểu hiện thiên vị mình cậu ấy cũng không để bụng bởi vì cậu ấy biết rõ đó chỉ là mặt ngoài mà thôi bây giờ nghe thấy câu nói của kim tú châu cậu ấy không nhịn được hỏi một câu thật không kim tú châu bày hết bài thi của hạ nham lên bàn toàn là mười mấy hai mấy điểm nếu con thi đậu thì thím sẽ mua cho con hạ nham cũng nhìn điểm số của mình cảm thấy rất khó nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ có đồng hồ trong lòng cậu ấy lại ngứa ngáy ngay cả ngô tiểu quân cũng không có đồng hồ thế mà kim tú châu lại bằng lòng mua cho mình cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đồng hồ chiến thắng tất cả mọi thứ nhưng cậu ấy vẫn hỏi một câu chú có đồng ý không kim tú châu anh ấy sẽ đồng ý hạ nham gật đầu nhớ lại mấy ngày nay hai người chung đụng với nhau hình như kim tú châu nói gì cha cũng đồng ý con nhất định sẽ thi đậu trường cấp 3, thím cũng phải giữ lời hứa đẩy nhé. Tư. Kim Tú Châu gật đầu. Cô cũng không thiên vị, quay sang nói với con gái, con cũng thế. Nếu con thi đậu trường cấp 3, mẹ cũng sẽ mua một chiếc đồng hồ cho con. Nếu là trước kia, Phó Yến Yến nhất định sẽ không tin. Nhưng bây giờ thì khác, cô bé chợt nhận ra mẹ nói chuyện giữ lời, nói mua quạt điện thì đi mua quạt điện, nói may quần áo cho cô bé thì may quần áo cho cô bé, bây giờ còn nói sẽ mua đồng hồ cho mình. Phó Yến Yến không khỏi vui vẻ, cô bé khác với Hạ Nham, thành tích học tập của cô bé không kém, chắc chắn có thể thi đậu cấp 3, tương đương với việc mẹ đã hứa sẽ mua đồng hồ cho mình. Phó Yến Yến khẽ gật đầu. Hạ Nham không ghen ghét với cô bé, bởi vì Kim Tú Châu cũng đã hứa với cậu ấy. Không biết là vì sức cám dỗ của đồng hồ quá lớn, hay là vì muốn chứng minh bản thân hạ nham lập tức đọc sách ngay hôm đó tuy rằng ban đầu cậu ấy rất khó tập trung nhưng cậu ấy vẫn nỗ lực kìm nén cảm xúc muốn đi chơi của mình buổi tối giang minh xuyên về nhà thì nhận ra nhà cửa chẳng những trở nên sáng sủa sạch sẽ mà hai đứa bé cũng có gì đó thay đổi chờ đến buổi tối đi ngủ cuối cùng anh đã biết khác nhau chỗ nào con trai của anh thế mà lại ngồi vào bàn học bài giang minh xuyên vẫn ngủ chung phòng với con trai tạp vật trong phòng đều biến mất chỉ còn lại giường, tủ quần áo và bàn học, đồ đạc được xếp gọn gàng chỉnh chu. Anh nằm trên giường nhìn bóng lưng gầy yếu của con trai, không nhịn được hỏi, con dọn phòng hả? Hạ nhăm ngáp một cái, lắc đầu trả lời, là thím làm. Thím bảo là toàn là đồ không dùng được nữa, để trong nhà nhìn chướng mắt. Nghe vậy, trong lòng Giang Minh Xuyên hơi khác thường. Hạ Nham không nói Kim Tú Châu hứa sẽ mua đồng hồ cho mình nếu mình thi đậu trường cấp 3, sợ anh không đồng ý dù sao cậu ấy vẫn quyết định thi đậu trường cấp 3 rồi tính sau. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại ngủ trước. Khi hai đứa bé học bài, Kim Tú Châu cũng bắt đầu bận việc trong nhà. Hiện giờ quan hệ giữa cô và Ung Linh không thân mật, quan hệ với Tiền Ngọc Phượng cũng bình thường, thậm chí không quen biết Phương Mẫn. Mặc dù trong lòng hơi mất mát, nhưng cô vẫn nhanh chóng chấp nhận những điều này, thầm nghĩ tìm được công việc kiếm tiền quan trọng hơn. Cô vẫn chọn phương pháp ổn thỏa nhất, vẽ tranh mấy ngày liên tiếp, sau đó chọn mấy bức gửi cho những tòa soạn báo mà kiếp trước mình từng hợp tác. Kim Tú Châu còn biết mấy chục năm trong tương lai, tiểu thuyết võ hiệp rất thịnh hành. Hồi trước thằng bé Dương Siêu Anh kia cực kỳ say mê, còn tự sáng tác mấy cuốn, viết xong thì gửi cho Yến Yến đọc. Yến Yến không đọc tiểu thuyết, ngược lại là Kim Tú Châu đọc say sưa sau này biết chuyện yến yến nói cô cái gì cũng nuốt được sau đó mua mấy cuốn tiểu thuyết rất hot cho cô lúc đó kim tú châu mới biết cái gì gọi là tiểu thuyết võ hiệp chân chính quả thực rất hay đọc xong vẫn còn lưu luyến cũng muốn tự tay sáng tác một cuốn chẳng qua khi ấy cô không có thời gian nào là vẽ tranh gửi cho nhà xuất bản nào là đầu tư bận tối mày tối mặt hoàn toàn không có thời gian rảnh để sáng tác mấy thứ đó Ngược lại là bây giờ cô có thể sáng tác Hồi trước cô cũng từng sáng tác văn chương Chẳng qua không thể viết được kiểu văn có sức phê phán như Phương Mẫn Nhưng đối với tiểu thuyết lấy bối cảnh thời cổ đại không cần phê phán và xét lại Cô cảm thấy mình có thể thử một lần Nghĩ là làm Kim Tú Châu bèn cầm bút và vỡ của con gái bắt đầu sáng tác Ba mẹ con ghé vào bàn cơm vùi đầu viết lách Quạt điện ở bên cạnh thổi gió Vừa yên tĩnh vừa thanh thản. Thi thoảng hai đứa bé lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ và anh trai, em gái đều đang bận thì cũng nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục học bài. Đã mấy ngày liên tiếp Giang Minh Xuyên về nhà sớm. Trước kia cho dù làm việc xong, anh cũng loay hoay một lát rồi mới về nhà, bây giờ xong việc sẽ rời đi ngay. Trong nhà không còn cãi vã, về đến nhà còn có đồ ăn ngon miệng, hai đứa con cũng ngoan, nhà của sạch sẽ. Giống y hệt gia đình trong tưởng tượng của anh. Bữa tối ăn cơm xong, Hà Nham Bồng nói với Kim Tú Châu, Thím, Thím với chú không phải là vợ chồng à? Vì sao lại không ngủ chung một phòng? Kim Tú Châu chớp mắt, sao vậy? Giang Minh Xuyên đang rửa bát trong bếp. Hạ Nham không vui, ban đêm chủ ngủ ngáy quá to, ảnh hưởng tới việc học của con. Chỉ con một năm nữa thi lên cấp 3, chú làm vậy rất ảnh hưởng đến cậu ấy, học bài không tập trung được, đọc sách cũng không học thuộc được, tức chết mất kim tú châu con đi nói với chú của con đi thím không làm chủ được nghe vậy hạ nhằm nhíu mày vì đồng hồ đeo tay của mình cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn đứng dậy vào nhà bếp không biết cậu ấy nói gì với giang minh xuyên mà buổi tối giang minh xuyên cầm gối sang phòng ngủ lớn của kim tú châu kim tú châu không để ý đến anh xoay người ngủ tiếp giang minh xuyên nhìn thoáng qua cô hơi ngượng nghịu nói thằng bé nói tôi quấy rầy nó có lẽ chúng ta sẽ phải ngủ chung một phòng. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Giang Minh Xuyên đặt gối xuống, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống giường, sợ chạm vào cô nên anh cố gắng xê dịch về phía mép giường. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí xấu hổ, anh bỗng nói một câu, cảnh sát trong thành phố điều tra được Dương Anh Hùng ngồi xe lửa đến phương Nam. Nhưng cũng có khả năng nó sẽ dừng lại giữa đường. Kim Tú Châu thả lỏng chân mày. Phía Nam thì được, một hai năm nữa hoàn cảnh bên kia sẽ nới lỏng rất nhiều chỉ cần dương anh hùng chăm chỉ một chút thì sẽ nuôi sống bản thân có lẽ rời khỏi nơi này mới là sự lựa chọn tốt nhất đối với cậu ấy dường như nhớ đến chuyện gì đó kim tú châu bỗng nói bây giờ bên phía em gái anh sao rồi giang minh xuyên không rõ tại sao cô lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời mới đi làm chưa được mấy năm làm việc cho một tòa soạn báo những cái khác vẫn ổn chẳng qua rất bận toàn soạn báo nào. Cụ thể tôi không rõ lắm, cha mẹ nuôi của em ấy không nói, chỉ bảo con bé rất bận, mệt đến nỗi gầy cả người. Nói đến đây, giọng Giang Minh Xuyên trở nên bất đắc dĩ. Kim Tú Châu nhíu mày, anh chưa từng gặp con bé lần nào à? Giang Minh Xuyên, mấy năm trước tôi từng gặp một lần, sau này hai chúng ta đều bận nên chưa gặp lại nó. Nhưng mỗi tháng tôi đều gửi tiền cho nó. Kim Tú Châu, tạm thời đừng gửi tiền nữa nếu được thì tốt nhất là chúng ta đi thăm em gái một lần. Giang Minh Xuyên nhìn Kim Tú Châu, Kim Tú Châu nói thẳng, bây giờ em gái đã đi làm, kiếm được tiền nuôi bản thân, số tiền mà anh gửi cho con bé chỉ có thể an ủi bản thân anh, chứ không bao giờ được dùng cho con bé. Nếu con bé thật sự cần tiền thì chúng ta chỉ cần dành dụng tiền cho nó là được. Chỉ sợ khoản tiền đó ngay cả em gái cũng không hay biết. Nghe vậy, Giang Minh Xuyên không nói lời nào kim tú châu nói tiếp còn cha mẹ nuôi của anh cũng đùng gửi tiền hai vợ chồng họ có công việc tốt căn bản là không thiếu mấy đồng bạc đó chi bằng giữ lại mua đồ ăn ngon cho hai đứa con xem chúng nó đói đến mức nào kia kìa giang minh xuyên muốn nói mỗi tháng mình đều cho cô một nửa tiền lương cô không nỡ mua thịt cho hai đứa bé nên mới thế đến tết chúng ta về thủ đô một chuyến giang minh xuyên không rõ vì sao kim tú châu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói muốn đi thăm em gái. Trước kia anh muốn đi thăm, nhưng cô ngăn cản không cho, sợ anh lại đưa tiền. Kim Tú Châu rất lo lắng cho Bạch Cảnh Chi hiện tại, bèn nói, nếu được thì gần đây anh xin nghỉ, cả nhà chúng ta cùng đi, vừa lúc có thể xem thử cuộc sống ngày thường của em gái thế nào. Đánh út bất thình lình khiến cha mẹ nuôi của Bạch Cảnh Chi không kịp chuẩn bị. Giang Minh Xuyên kinh ngạc, gần đây đi luôn à có lẽ là biết được thắc mắc của giang minh xuyên kim tú châu giải thích tôi cứ thấy không bình thường nếu cha mẹ nuôi của em gái anh là người tốt thì dù họ không muốn cho hai anh em anh nhận nhau cũng không đến nỗi không cho hai người liên lạc với nhau huống chi em gái anh đã đi làm có thể kiếm tiền nuôi gia đình tại sao họ vẫn lấy tiền của anh điều kiện kinh tế của gia đình họ hẳn là không đến nỗi nghèo khổ như vậy hồi xưa mẹ anh không thể nào giao con mình cho nhà nghèo nuôi dưỡng Trừ phi gia đình họ gặp chuyện gì đó Hoặc là nói cha mẹ nuôi của cô ấy có vấn đề về nhân phẩm Giang Minh Xuyên chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về vấn đề này Hoặc có thể nói rằng anh cũng cảm thấy có gì đó khác thường Nhưng vì anh không muốn nghĩ xấu cho người khác Trong lòng cũng mong em gái sống tốt Nên anh vẫn luôn tin lời cha mẹ nuôi của em gái Bây giờ bị Kim Tú Châu vạch trần một số chi tiết Trong lòng anh không khỏi căng thẳng Kim Tú Châu nhắc nhở anh Anh vẫn nên xin nghỉ đi Giang Minh Xuyên im lặng thật lâu rồi khẽ ư một tiếng. Anh chưa dùng đến kỳ nghỉ nên có thể xin phép. Mùng 10 tháng 8, cả nhà bốn người rời đi. Lần đầu tiên đi xa nhà, hai đứa bé đều rất vui. Bây giờ Hạ Nham đã thân với Kim Tú Châu, cậu ấy nói với Kim Tú Châu, dạo này thím dùng nhiều bút của con lắm, thím nói là sẽ trả lại cho con. Trả, nói trả thì trả, bữa sau thím mua một đống bút cho con. Cả vỡ nữa có luôn hạ nham vui vẻ thành phố ép trông như thế nào nhỉ có thú vị không nhỉ đến lúc đó dẫn con đi dạo phố thấy kim tú châu và hạ nham trò chuyện vui vẻ trong lòng phó yến yến không khỏi hâm mộ nhưng nghĩ đến hiện tại mẹ rất công bằng hạ nham có thì cô bé cũng có thế là cô bé không còn cảm thấy hụt hẫng nữa mẹ nói mẹ yêu mình nhất bởi vì mình là con ruột của mẹ không như những người khác Cả nhà bốn người ngồi xe lửa đến thành phố S, Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên tìm một nhà khách gần chỗ ở của cha mẹ nuôi của Bạch Cảnh Chi. Bởi vì bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, hai người nghĩ dù sao cũng đã đến đây nên không vội giải quyết chuyện này, dẫn hai đứa con đi dạo trong tòa nhà bách hóa, chẳng những mua vở và bút cho hai đứa mà còn mua vải dệt, giày dép và đồ ăn vặt. Kim Tú Châu còn mua một bộ quần áo mới cho Bạch Cảnh Chi. Cô vẫn còn nhớ kích cỡ của Bạch Cảnh Chi Có đôi khi hai chị em có thể đổi quần áo cho nhau Mua sắm xong đã là 5 giờ chiều Cả nhà đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa Sau đó về nhà khách nghỉ ngơi Buổi tối Kim Tú Châu và Giang Minh xuyên thảo luận với nhau Hai người quyết định không đến nhà họ ngay lập tức Mà hỏi thăm tình hình với hàng xóm nhà cha mẹ nuôi của em gái trước Biết rõ mọi chuyện rồi mới hành động thực ra ngay cả kim tú châu cũng chỉ nghĩ rằng dù tình trạng của bạch cảnh chi kém cỡ nào thì cũng chỉ là bị cha mẹ nuôi bóc lột tiền lương kiếm được đều phải nộp cho gia đình còn mình thì sống kham khổ mà thôi nhưng khi hai người tìm đến hàng xóm gần nhà cha mẹ nuôi của bạch cảnh chi hỏi thăm tình hình thì ai cũng bảo là đã mấy năm rồi không thấy cô ấy đâu ngay cả dịp tết cũng không thấy về nhà còn chuyện cô ấy đi đâu thì họ không rõ Cuối cùng hàng xóm sống ngay bên cạnh lén lúc nói rằng Lưu Cảnh Chi xuống nông thôn rồi Họ bảo cha mẹ Lưu Cảnh Chi bất công con gái út Đứa út học hành kém cỏi nên để nó thay thế công việc của chị gái ở tòa soạn báo Ép chị gái phải xuống nông thôn, đã nhiều năm rồi Không thấy cô ấy đâu Kể đến đây, hàng xóm cảm thán Con bé đó thật đáng thương Em gái cầm dao phây kề cổ Ép chị gái phải đồng ý Gia đình họ ngược lại càng ngày càng tốt Chỉ đáng thương đứa lớn xuống nông thôn thì sao mà sống được? sắc mặt Giang Minh xuyên càng ngày càng trắng. Kim Tú Châu vẫn bình tĩnh hỏi, chị có biết cô ấy xuống nông thôn ở đâu không? chuyện này thì tôi không rõ, cũng vì hồi trước gia đình này cãi nhau ầm ĩ, tôi sống ngay bên cạnh nên mới nghe thấy. mấy năm nay đã có rất nhiều người chuyển nhà, cho nên không còn ai nhắc lại chuyện này nữa. nếu các cô không hỏi thì tôi suýt nữa quên mất ấy chứ. Kim Tú Châu bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó đây mặt căm hận kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Hàng xóm vừa nghe Lưu Cảnh Chi là em gái ruột của họ, nhà bên cạnh chỉ là cha mẹ nuôi, mấy năm nay gia đình kia vẫn nhận tiền của anh trai, thế mà còn đưa em gái người ta xuống nông thôn, nhất thời sợ ngây người, bà ta lập tức nổi giận nói, không ngờ tụi nó lại vô liêm sĩ cỡ đó. Em gái à, em mau chóng đi tìm con bé đi. Sống dưới nông thôn khổ lắm, không biết bây giờ con bé đó đang sống cuộc sống vất vả cỡ nào ấy chứ kim tú châu vâng một tiếng sau đó kéo giang minh xuyên rời đi sau khi ra ngoài bốn người còn chạm trán với cha mẹ nuôi của bạch cảnh chi đang ra ngoài hành lang rửa bát đối mặt với gia đình kim tú châu cha mẹ nuôi của bạch cảnh chi hoàn toàn không nhận ra họ trông dáng vẻ rất thành thật còn cười khờ khạo với họ kim tú châu và giang minh xuyên đều không cười Hai đứa bé cũng đã hiểu được chuyện là thế nào nên cũng không cười nổi, cảm thấy hai vợ chồng nhà này quá ghê tởm. Cả nhà bốn người trực tiếp xoay người rời đi. Chờ họ rời đi, Tống Tiểu Như mới nhỏ giọng hỏi, "Ai vậy?" Lưu Cần nói, "Thôi, trong người ta không giống người bình thường." Tống Tiểu Như nhíu mày, "Sao trong người đàn ông kia quen quen thế nhỉ?" Lưu Cần bà nhìn nhầm rồi, "Tôi đã thấy bao giờ đâu." Sau khi xuống lầu, kim tú châu hỏi giang minh xuyên kế tiếp nên làm gì đây giang minh xuyên ngẫm nghĩ rồi đáp báo cảnh sát đi thực ra kim tú châu cũng có ý nghĩ đó cô đề nghị chúng ta báo cảnh sát cứ nói là em chồng bị người ta lừa bán hồi xưa mẹ anh định đưa cô ấy về thủ đô trên đường lại bị bắt cóc bây giờ điều tra được cô ấy ở đây nhưng lại bị đưa xuống nông thôn rồi giang minh xuyên lắc đầu không cần cứ ăn ngay nói thật là được kim tú châu hiểu rõ tính cách của anh đoán được anh không muốn bày mấy trò này được rồi ở thế giới nào giang minh xuyên cũng là người tốt cả nhà bốn người đến đồn cảnh sát báo nguy cảnh sát cứ tưởng chỉ là chuyện hai nhà nhận con nuôi với thế chỗ làm việc sau này lại liên lụy đến chuyện hai anh em đều là con cháu của liệt sĩ vậy thì tính chất khác hẳn sau khi biết chuyện này lãnh đạo cực kỳ coi trọng vụ án này lập tức dẫn cấp dưới đến nhà của cha mẹ nuôi bạch cảnh chi gia đình Kim Tú Châu cũng đi theo. Chuyện kế tiếp coi như thuận lợi. Cảnh sát trực tiếp bắt hai vợ chồng về đồn, động tĩnh lớn quá nên hàng xóm láng giềng chung quanh đều ùa ra ngoài xem, thấy gia đình Kim Tú Châu, đôi mắt của hàng xóm sáng lên. Chờ cảnh sát rời đi, hàng xóm lập tức kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, đó là anh trai ruột và chị dâu của Cảnh Chi, người ta tìm đến đây. Mấy ông bà còn nhớ Cảnh Chi không? Con bé tốt biết bao, giờ lại bị cả gia đình này làm hại thê thảm ôi chao chẳng phải họ bảo là cảnh chi gã chồng à gã chồng ở đâu ra nói dối đấy họ lừa con bé xuống nông thôn còn con gái ruột của mình thì thay thế con bé làm việc ở tòa soạn báo thế thì ghê tởm quá đúng là phải báo cảnh sát mới được hành động của cảnh sát rất nhanh chóng chưa đầy nửa ngày sau đã thẩm vấn được địa chỉ của lưu cảnh chi từ miệng của hai vợ chồng cảnh sát nói với hai vợ chồng kim tú châu thế này đi chúng tôi sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình cụ thể lúc trước theo lý thuyết thì lưu cảnh chi là sinh viên đã được phân phối công việc nên hẳn là không cần xuống nông thôn trong tình huống này chúng tôi có thể liên lạc trực tiếp với đội sản xuất địa phương để đưa cô ấy về đây giang minh xuyên gật đầu vậy thì làm phiền cậu cảnh sát trẻ tuổi thở dài tình huống của lưu cảnh chi đặc thù chúng tôi còn phải điều tra một phen bên phía lưu ái hoa Chúng tôi đã phái người đi tìm cô ta Đến lúc đó có thể xem thử tra hỏi được manh mối nào hay không Kim Tú Châu bỗng lên tiếng Đồng chí cảnh sát Gia cảnh của mẹ chồng tôi cực kỳ giàu có Hồi trước bà ấy giao con gái cho hai vợ chồng nhà này nuôi nấng Chắc chắn sẽ thu xếp mọi chuyện Chí ít sẽ không bạc đãi họ về mặt vật chất Bây giờ họ lại sống trong căn nhà tồi tàn Ăn uống trong không giống như có tiền để dành Tôi cảm thấy còn có uẩn khúc nào đó Nghe xong, cảnh sát nhíu mày, cho rằng đây là manh mối hết sức quan trọng. Được, tôi nhớ rồi. Nếu đã biết địa chỉ của em gái thì cả gia đình lập tức rời đi. Trên đường đi, sau khi thảo luận với nhau, Giang Minh Xuyên lập tức đến nhà ga mua vé tàu, Kim Tú Châu dẫn hai đứa con về nhà khách. Giang Minh Xuyên mua vé tàu lửa 6 giờ sáng mai. Buổi tối cả gia đình đều không có tâm trạng ăn cơm, chỉ mua mấy cái màn thầu ăn lót dạ. Sau khi về nhà khách, họ còn gặp lại cảnh sát hồi sáng đang chờ ở cửa nhà khách. Thấy họ, cảnh sát trẻ tuổi chần chờ trong chốc lát rồi nói, Tương, tôi đến đây là để báo cho anh chị một tiếng, hình như em gái của anh chị cưới chồng rồi. Hồi đó cô ấy xuống nông thôn, lúc tắm rửa bị nhìn lén, thế là gia đình đó ép em gái anh phải gả chồng, nghe nói cuộc sống của cô ấy rất khổ cực, thường xuyên bị đánh. Nghe vậy, bàn tay buông thõng bên người của Giang Minh xuyên siết chặt thành nắm đấm, giận dữ đến nỗi cả người run lên anh không ngờ đứa em gái mà mình ngày nhớ đêm mong lại đang sống một cuộc sống như vậy kim tú châu đau lòng gần chết may mà cô vẫn còn lý trí tiếp tục hỏi một vài tình hình cụ thể nhưng đối phương lại không biết nhiều sáng sớm hôm sau cả gia đình lập tức lên đường đi tìm em gái cho dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất nhưng khi thật sự gặp lại bạch cảnh chi Giang Minh Xuyên và Kim Tú Châu vẫn vô cùng căm hận cả gia đình Lưu Cần. Nhất là Kim Tú Châu, cô biết Bạch Cảnh Chi xinh đẹp nhường nào, vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, lúc nở nụ cười có thể khiến người ta yêu thương đến tận đáy lòng. Nhưng bây giờ cô lại thấy một người phụ nữ vừa tiêu tụy vừa gây yếu, rõ ràng vẫn còn trẻ tuổi mà trên mặt đã có nếp nhăn, thậm chí còn có tóc bạc. Trên tay cô ấy bế một đứa bé, sau lưng điệu một đứa, trên cánh tay và cổ lộ ra ngoài tràn đầy vết thương đôi mắt kim tú châu lập tức đỏ hoe giang minh xuyên càng siết chặt nắm đấm đánh người đàn ông kia một trận không ai dám ngăn cản anh có lẽ gã đàn ông kia cũng không ngờ bạch cảnh chi vẫn còn người nhà trước kia hắn ta biết bạch cảnh chi bị em gái ruột ép xuống nông thôn không ai quan tâm nên mới dám ức hiếp cô ấy cuối cùng vẫn là kim tú châu ngăn cản giang minh xuyên nếu còn không ngăn cản thì anh sẽ đánh chết gã đàn ông đó nhìn gã đàn ông hấp hối nằm trên mặt đất lại nhìn người thân đang kêu cha gọi mẹ trong nhà hắn ta kim tú châu nói thẳng khóc cái gì chẳng phải ngày thường các người thường xuyên đánh em gái tôi kiểu này à yên tâm đi cả gia đình các người sẽ không thoát được đâu sau đó cảnh sát đi cùng gia đình kim tú châu dẫn lãnh đạo đội sản xuất đến đây kim tú châu không nổi giận mà ngược lại khách sáo trò chuyện với họ mấy câu mấy lãnh đạo thấy kim tú châu coi như phân rõ phải trái lập tức trách cứ gia đình bên nam một trận rồi đặc biệt kêu người kéo xe bò đến đây để đưa họ rời đi bạch cảnh chi bế con đi theo kim tú châu không có một chút lưu luyến tuy nhiên sau khi vào huyện kim tú châu vào đồn cảnh sát nói em gái tôi xuống nông thôn là để xây dựng nông thôn lúc tắm rửa bị người ta nhìn lén mà không ai phân xử giúp cô ấy bây giờ là thời đại nào rồi thế mà cô ấy còn bị người ta ép cưới chồng em gái tôi bị nhà trai bạo hành suốt ngày mà không ai nói một câu giúp cô ấy tôi hỏi các anh đám lãnh đạo đội sản xuất kia có thể làm được việc gì các anh cần thiết cho chúng tôi một lễ công bằng chồng tôi là quân nhân cha mẹ họ đều hy sinh vì đất nước bây giờ em gái tôi lại gặp phải chuyện này nếu các anh không thể phá án theo lễ công bằng thì chúng tôi sẽ tố cáo lên cấp cao hơn đồng chí cảnh sát coi như rất thông cảm biết hiện tại kim tú châu đang nổi giận anh ấy hứa hẹn anh chị yên tâm chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc này để trả lại công bằng cho anh chị nghe vậy sắc mặt của kim tú châu mới dịu đi ngược lại bạch cảnh chi một tay bế con một tay che mặt gào khóc kim tú châu đau lòng ông cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ấy đừng khóc đừng khóc có anh chị ở đây sau này không ai có thể bắt nạt em được nữa tiếng khóc của Bạch Cảnh Chi to hơn, cứ như một đứa trẻ chịu đủ thiệt thòi, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên dẫn Bạch Cảnh Chi về thành phố S, còn chuyện cha mẹ nuôi của Bạch Cảnh Chi và đội sản xuất, Giang Minh Xuyên nói để cho anh xử lý, Kim Tú Châu không quan tâm nữa. Nhưng cô có thể xác định là dù Giang Minh Xuyên hiền lành cỡ nào, khi thấy chuyện xảy ra đối với em gái mình thì anh cũng sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Mấy năm nay Bạch Cảnh Chi chịu khổ không ít, thân thể vô cùng suy yếu trên đường đi kim tú châu lơ đến bắt mạch cho cô ấy phát hiện thân thể của cô ấy đã bị hư nhược vì kiệt sức thiếu khí huyết nghiêm trọng trên người còn có rất nhiều vết thương ngầm chưa khỏi hẳn cả người cứ như một con búp bê rách nát từ trong ra ngoài không có chỗ nào lành lặn rõ ràng trời ngày hè nóng nực thế mà tay của cô ấy lại lạnh lẽo như mùa đông kim tú châu đau lòng vô cùng trong lúc nhất thời không biết nên điều dưỡng thân thể của cô ấy như thế nào. Ngược lại là Bạch Cảnh Chi ngượng ngùng rụt tay lại, sợ bàn tay bẩn thỉu của mình sẽ làm bẩn áo của Kim Tú Châu. Hai đứa bé cũng không dám nói một lời, cúi đầu nhút nhát quan sát chung quanh. Kim Tú Châu không hỏi Bạch Cảnh Chi mấy năm nay sống thế nào, mà nhắc đến tương lai, trở về sống cùng anh chị một thời gian, sau này em muốn ở nhà với chị cũng được, hay là làm việc ở thành phố S cũng thế, tùy vào sự lựa chọn của em dù sao bây giờ cũng coi như khổ tận cam lai rồi bạch cảnh chi cúi đầu nghe những lời này đôi mắt cô ấy lại đỏ hoe trước ngày hôm nay cô ấy hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy cô ấy đã từng viết mấy lá thư gửi về nhà nhưng không nhận được một lá thư hồi âm cô không rõ vì sao cha mẹ lại bỏ rơi mình rõ ràng mình cũng là con gái của họ cơ mà bây giờ cô ấy đã hiểu thì ra cô ấy không phải là con ruột nên họ mới nhẫn tâm được như vậy, trong lòng cô ấy vừa căm hận lại vừa oán trách. Họ làm hại cô ấy thê thảm, nhất là khi nghe anh trai chị dâu nói rằng đã nhiều năm qua vẫn gửi tiền trợ cấp cha mẹ, nhưng cha mẹ chưa bao giờ dùng một xu nào cho mình, còn nói với mình rằng họ nuôi mình rất vất vả, cho dù mình xuống nông thôn, họ vẫn đòi tiền của anh trai. Tại sao họ lại có thể vô liêm sỉ đến mức này? Đôi mắt Giang Minh Xuyên cũng đỏ hoe, đều tại anh bạch cảnh chi chỉ hít mũi khẽ lắc đầu hà nham và phó yến yến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh kim tú châu thấy dáng vẻ đáng thương của cô út và hai đứa em họ cả hai bỗng nhận ra mình vẫn rất hạnh phúc sau khi đến thành phố s giang minh xuyên dẫn bạch cảnh chi đến đồn cảnh sát kim tú châu và hai đứa con đứng bên ngoài chờ họ trong lúc chờ đợi kim tú châu dạy hai đứa con chúng ta không thể không có tâm đề phòng người khác thấy gì chưa cô út với chú của hai đứa chính là quá tốt bụng người khác nói gì cũng tin sau này gặp chuyện gì thật sự không quyết định được thì về nhà nói với chú thím mọi người cùng nhau thảo luận cách giải quyết nghe vậy hạ nham và phó yến yến đều ngoan ngoãn gật đầu chuyện hy sinh bản thân tác thành cho người khác cũng đừng làm cô út của mấy đứa thi đậu đại học bằng bản lĩnh của mình cần gì phải nhường công việc của mình cho người khác còn kề dao lên cổ đe dọa nữa chứ thế thì kệ nó đe dọa đừng quan tâm hai đứa bé mắt tròn xoe nhìn kim tú châu hạ nham khẽ hỏi lỡ người ta chết thật thì sao ạ à? chết thì mang nó đi chôn hạ nham không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy mặc dù cảm thấy là lạ nhưng cậu ấy cũng cho rằng kim tú châu nói không sai bởi vì vụ việc của bạch cảnh chi rất phức tạp nhất là khi đồng chí cảnh sát còn tra hỏi được hồi xưa hai vợ chồng Lưu Cần đã nhận nhà ở và tiền bạc do bạch nữ sĩ gửi tặng, nhưng bây giờ số tiền và nhà ở đó đều dùng để trả nợ cho em trai của Tống Tiểu Như. Đồng chí cảnh sát hỏi Giang Minh Xuyên có muốn truy hồi tài sản không? Số tài sản mà bạch nữ sĩ tặng kèm có điều kiện, đó là phải nuôi nấng con gái đến lúc trưởng thành. Con gái của bà ấy cũng là một trong những người được hưởng lợi từ số tài sản đó nhưng hai vợ chồng lưu cần không thực hiện được lời hứa còn còn tự ý dùng hết số tài sản đó cho bản thân khả năng truy hồi lại tài sản là rất cao lần này giang minh xuyên không mềm lòng nói thẳng là phải truy hồi đồng chí cảnh sát cực kỳ tận tâm biết vợ chồng giang minh xuyên rất bận nên làm việc rất nhanh ngày thứ ba anh ấy đã đưa giấy chứng nhận bất động sản và một phần tiền giao cho giang minh xuyên số tiền truy hồi lại được không còn nhiều đa số đều đã bị dùng hết Giang Minh Xuyên cũng không gây khó dễ cảnh sát Anh cũng biết cảnh sát đã rất vất vả đều đòi lại số tài sản này cho họ Cho nên lúc rời đi Anh còn chuyên môn đi mua ít bánh kẹo mang đến đồn công an để cảm ơn sự tận tâm tận lực của họ Còn cha mẹ nuôi của Bạch Cảnh Chi Kết quả xét xử còn cần chờ thông báo của bên trên Lưu Cần và gia đình em trai Tống Tiểu như coi như hoàn toàn trở mặt với nhau Hai bên đều chỉ trích sai lầm của đối phương cả gia đình của người bị em trai tống tiểu như tông chết cũng đang làm ầm lên tuy nhiên có thể khẳng định rằng kết quả của chúng sẽ không tốt đến đây công việc của lưu cần và tống tiểu như không giữ được lưu ái hoa cũng thế tòa soạn báo trực tiếp sa thải cô ta còn công việc của bạch cảnh chi tòa soạn báo nói rằng phải suy nghĩ một chút dù sao trước kia cũng là chính cô ấy từ bỏ công việc năng lực làm việc của lưu ái hoa cực kỳ tệ mấy năm làm việc trong tòa soạn báo đã gây họa mấy lần Bạch Cảnh Chi rời xa ghế nhà trường đã nhiều năm nên khó mà nói cô ấy còn có thể đi làm hay không Có điều cho dù không thể làm việc ở tòa soạn báo Giang Minh Xuyên vẫn có thể đưa cô ấy vào nhà máy làm việc Anh có chiến hữu ở đây Hiện nay Bạch Cảnh Chi vẫn chưa có tên là Bạch Cảnh Chi Trước khi xuống nông thôn Cô ấy đến đồn cảnh sát đổi tên thành Lưu Ái Hoa Bây giờ vụ việc đã giải quyết Kim Tú Châu kêu Giang Minh xuyên dẫn cô ấy đi sửa lại tên. Quá trình sửa tên rất nhanh chóng, lần này cô ấy cũng sửa thành Bạch Cảnh Chi, chẳng qua Bạch Cảnh Chi của thế giới này vẫn không giống với Bạch Cảnh Chi mà Kim Tú Châu quen biết, chắc hẳn cô ấy sẽ không đến với Kỷ Lăng, hai người sẽ không chung sống ngọt ngào cùng nhau, còn sinh ra một cặp song sinh long phụng rất đáng yêu. Bởi vì từng thấy Bạch Cảnh Chi hạnh phúc nên Kim Tú Châu càng thương tiếc cô em gái trước mắt. Bạch Cảnh Chi dẫn con đi theo hai vợ chồng về quân khu. Chờ Hạ Nham và Yến Yến khai giảng, cô ấy chủ động yêu cầu rời đi, nói rằng mình muốn về thành phố S. Giang Minh Xuyên không có thời gian tiễn cô ấy, muốn cô ấy ở lại một đoạn thời gian, Kim Tú Châu cũng giữ cô ấy lại, nhưng Bạch Cảnh Chi khăng khăng đòi rời đi. Bởi vì từng trải qua sự độc ác của người khác nên cô ấy càng trân trọng sự tốt bụng mà anh trai chị dâu dành cho mình, không muốn ở lại đây làm phiền họ nữa. Giang Minh Xuyên bèn gọi điện cho chiến hữu ở thành phố S. Chiến hữu của anh xuất ngũ 2 năm trước, bởi vì chức vị rất cao nên sau khi xuất ngũ được thu xếp làm chủ nhiệm nhà máy bột mì. Kim Tú Châu không biết anh làm như thế nào, hai ngày sau chiến hữu kia lập tức hồi âm cho anh. Sau khi em gái anh về thành phố S thì đi thẳng đến nhà máy tìm anh ấy, công việc đã được chuẩn bị xong xuôi, còn thu xếp cho cô ấy một phòng ký túc xá độc thân, có thể sống ở đó cùng con kim tú châu vốn định đưa cô ấy đến thành phố s nhưng bạch cảnh chi lắc đầu chị dâu em tự đi được nhìn ánh mắt kiên định của bạch cảnh chi tâm trạng kim tú châu vô cùng phức tạp có lẽ là vì quá khứ khác nhau nên bạch cảnh chi trở nên quyết đoán hơn hẳn có lẽ là vì cô ấy biết ngoại trừ bản thân không ai có thể làm chỗ dựa cho cô ấy tự như mình của ngày xưa bởi vì tứ cố vô thân nên không thể phá vỡ bạch cảnh chi rời đi sau khi về thành phố s mọi thứ đã ổn định cô ấy lập tức gọi điện thông báo với giang minh xuyên rằng công việc của mình rất nhẹ nhàng trong nhà máy còn có trường mầm non cô ấy có thể gửi hai đứa con ở trường mầm non còn hai căn nhà kia cô ấy nghe theo lời khuyên của kim tú châu chuẩn bị chủ nhật dẫn các con đến đó quét dọn sạch sẽ sau này có dịp thì cho người khác thuê một căn nhà là lúc trước cha mẹ nuôi bồi thường cho gia đình nạn nhân một căn nhà khác là Giang Minh Xuyên giao giấy chứng nhận bất động sản cho cô ấy trước khi rời đi, nói rằng mẹ để lại cho cô ấy. Bạch Cảnh Chi vốn không chịu nhận, nhưng Giang Minh Xuyên nói anh cũng có. Nghe vậy, Kim Tú Châu tiễn Bạch Cảnh Chi lên tàu lửa, sau đó về nhà hỏi anh, nhà của anh đâu? Giang Minh Xuyên chột dạ trả lời trong tay mẹ nuôi. Kim Tú Châu ở một tiếng, sau đó nói thẳng, bữa sau nhớ đòi lại. Dù sao cũng là đồ vật mà mẹ để lại cho anh, cho dù là niệm tưởng thì cũng nên giữ lại cho mình giang minh xuyên trầm tư trong chốc lát rồi khẽ ư một tiếng trên đường về nhà hai người đi ngang qua huyện thành còn đặc biệt đến nhà máy thịt mua thịt lại sang cung tiêu xả mua bột mì trên đường đi hai người đều không nói chuyện chủ yếu là kim tú châu vẫn hơi ngượng nghịu với giang minh xuyên trước mắt tuy rằng cô biết anh là giang minh xuyên nhưng cũng biết anh không phải là anh rất khó coi họ như một người Giang Minh Xuyên cũng cảm nhận được. Khi nhìn anh, cô cứ như xuyên thấu qua anh nhìn một người khác, ánh mắt kiểu này khiến anh rất khó chịu, nhưng lại không thể nói rõ ràng là mình khó chịu ở chỗ nào. Anh đi đằng sau, im lặng nhìn theo bóng lưng Kim Tú Châu. Khi đến dưới lầu tòa nhà người thân, anh hiếm khi chủ động lên tiếng, hai ngày này có lẽ tôi sẽ hơi bận, buổi tối chắc sẽ không về nhà ăn cơm. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Giang Minh Xuyên, Cảnh chi bảo tôi sau này đừng gửi tiền cho em ấy nữa, số tiền đòi lại đủ để em ấy sống rồi, trái tim kim tú châu mềm nhũng, nghe cô ấy đi, anh cho cô ấy cô ấy cũng không nhận đâu. Giang Minh Xuyên cảm thấy là lạ, lạ, nghe câu nói này cứ như thể cô rất hiểu em gái. Nhưng vụ việc lần này khiến anh rất bất ngờ, anh không ngờ Kim Tú Châu lại quan tâm cảnh chi đến thế, một đường bận trước bận sau, không so đo chút nào anh đang định nói gì đó thì thấy cô đã đi đến trước cửa nhà đúng lúc này cửa nhà hàng xóm bỗng mở ra để lộ một gương mặt trắng trẻo ôn hòa triệu vận cứ như không thấy kim tú châu cười dịu dàng với giang minh xuyên tiểu đoàn trưởng giang anh đã về rồi à nghe thấy giọng nói này kim tú châu quay sang nhìn cô ta giang minh xuyên không trả lời cô ta mà nhìn về phía kim tú châu theo phản xạ nếu là trước kia kim tú châu nhất định sẽ đen mặt không phân tốt xấu chỉ vào triệu vận chửi ầm lên sau đó quay sang mắng anh không bận tâm đến tình cảm nhưng lần này kim tú châu chỉ bình tĩnh liếc triệu vận một cái rồi mở cửa vào nhà thậm chí không đóng sầm cửa lại giang minh xuyên không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào anh gật đầu với triệu vận rồi cũng vào nhà mình cửa đóng lại triệu vận ngơ ngác tại chỗ không rõ tại sao giang minh xuyên lại không để ý đến mình thấy Kim Tú Châu vào nhà bếp, Giang Minh Xuyên ngẫm nghĩ rồi vào buồn thay quần áo trước, sau đó đi đến cửa phòng bếp, nói với Kim Tú Châu, tôi ra ngoài một chuyến. Kim Tú Châu đang nhào bột, nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thấy vậy, Giang Minh Xuyên không nhịn được nói thêm, là đi công tác. Kim Tú Châu quay sang nhìn anh, gật đầu, được. Giang Minh Xuyên khẽ mím môi, xoay người đi ra ngoài. Thấy bóng lưng của anh biến mất sau cửa phòng bếp, kim tú châu lập tức cười khẽ một tiếng buổi tối lúc ngủ kim tú châu và giang minh xuyên cùng nằm trên giường hai người đều hơi mất ngủ kim tú châu mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong lòng nghĩ ở một thế giới khác giang minh xuyên và bọn trẻ đang làm gì cô đang tập trung suy nghĩ thì bỗng một bàn tay đặt lên eo mình khiến thân thể kim tú châu cứng đờ giang minh xuyên cũng hơi hồi hộp anh đang định nói chuyện thì bỗng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của kim tú châu tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh hơi sửng sốt, sau khi hiểu rõ ý của cô, anh nói, ừ, tôi biết rồi. Kim Tú Châu không nói gì nữa. Giang Minh Xuyên chờ thật lâu, sau đó nhẹ nhàng trở mình. Không biết có phải là vì lời hứa của Kim Tú Châu có tác dụng hay không, một năm sau, Hạ Nham thi đậu trường cấp 3 trong huyện. Cũng chính là năm này, Giang Minh Xuyên thăng chức lên đoàn trưởng, tiếp nhận công việc của đoàn trưởng nghiêm, còn đoàn trưởng Nghiêm vẫn giữ chức thuyên chuyển sang nơi khác. Ngày nhà họ Nghiêm rời đi, Kim Tú Châu còn đi tiễn họ. Cô còn thấy Uông Linh, chẳng qua hiện tại quan hệ giữa cô và Uông Linh rất bình thường, chỉ nói hai câu khách sáo mặt ngoại, ngược lại kéo tay Triệu Vận không nở buông ra, hai người cứ nói chuyện mãi. Kim Tú Châu không quan tâm, thảo luận với con gái buổi tối ăn gì. Không có sự chèn ép và kiểm soát nghiêm khắc của Kim Tú Châu, thành tích học tập của Phó Yến Yến càng ngày càng tốt, hiện giờ mỗi lần thi cử đều có thể lọc vào top 3 toàn trường. Cô bé còn thích tranh theo, học rất nhiều kỹ xảo tranh theo với Kim Tú Châu. Lần trước sinh nhật Giang Minh Xuyên, cô bé còn theo một chiếc khăn tay cờ đỏ cho anh, Giang Minh Xuyên mang ra ngoài khoe khoang thật lâu. Hôm nay là Chủ nhật, hai đứa bé đều ở nhà. Buổi tối, Kim Tú Châu và hai đứa bé chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, cả nhà bốn người ăn rất ngon miệng giang minh xuyên cũng hiếm khi vui vẻ như vậy còn lấy rượu mơ mà chiến hữu gửi cho mình ra đây mỗi người uống mấy chén nhỏ buổi tối nằm trên giường kim tú châu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cô mơ thấy mấy năm sau nhà máy của cảnh chi đạt được lợi nhuận rất thấp cô ấy bắt đầu mang hàng hóa ra ngoài bày quán bán hàng sau này bởi vì người khác ăn bánh mì dẹt mà cô ấy làm thấy rất ngon nên cô ấy dứt khoát ra ngoài một mình kinh doanh bánh mì dẹt từ một sạp hàng nhỏ biến thành cửa hàng thức ăn nhanh sau này cô còn mơ thấy hai đứa con hạ nham thi đậu trường quân đội nhưng vì cứu người bị thương một chân chẳng qua tính cách của cậu ấy rất kiên cường học lại một năm rồi thi đậu đại học thủ đô chọn chuyên ngành vật lý thành tích học tập của yến yến vẫn rất xuất sắc nhưng kết quả thi đại học lại không lý tưởng chẳng qua cô bé không học lại mà vừa học đại học vừa kinh doanh sạp hàng nhỏ bán quần áo còn tự vẽ bản thiết kế sau khi tốt nghiệp, cô bé dùng số tiền mà mình dành dụng được trong 4 năm học đại học mở một cửa hàng quần áo, cực kỳ đắt khách. Kim Tú Châu thấy rất nhiều người trong mơ, có tiền Ngọc Phượng, Uông Linh, Dương Anh Hùng, Trung Tuyết. Có người sống rất tốt, cũng có người rất thê thảm, mỗi người ít nhiều gì cũng có vận mệnh khác. Cuối cùng cô thấy gia đình Triệu Vận. Con gái Triệu Vận là đường doanh gã cho Ngụy Ninh Thanh, nhưng đoạn hôn nhân này không kéo dài được lâu, chuyện dương diệu năm xưa thấy chỗ người khác nhập ngũ bị phát hiện, cả gia đình đều bị ảnh hưởng, nhất là em trai của đường doanh là Dương Siêu Anh bị thôi học khỏi trường quân đội. Chỉ trong một đêm, Triệu Vận đã có tóc bạc, nhưng cô ta không thể ly hôn, bởi vì Dương Diệu không chịu ly hôn. Lo lắng cho mẹ và em trai, Đường Doanh lôi chuyện ly hôn ra đe dọa Ngụy Ninh Thanh. Nhưng cô ta không ngờ con người Ngụy Ninh Thanh có nguyên tắc hơn cô ta nghĩ, hai vợ chồng kết hôn mấy năm không có con thì cậu ấy không quan tâm nhưng khi gặp chuyện này lại đồng ý ly hôn trong giấc mơ kim tú châu thổn thức không thôi quả nhiên đúng với câu nói kia sự đời khó đoán ai mà ngờ cả gia đình được mọi người hâm mộ lại xảy ra biến cố như vậy có lẽ là vì cảnh tượng trong mơ quá chân thật nên dù kim tú châu đã tỉnh dậy thì vẫn bần thần rất lâu cô nằm yên trên giường thật lâu bỗng cảm thấy trên người nóng lên Ban đầu cô không để bụng, nhưng dần dần cô phát hiện người mình càng ngày càng nóng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô vội đây người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Giang Minh Xuyên nhảy bén mở mắt, trong bóng đêm, anh nhìn thấy ánh mắt vừa vui sướng vừa quyến luyến của Kim Tú Châu, không khỏi sửng sốt, hỏi, sao vậy? Kim Tú Châu nghiêm túc nói, anh nhớ chăm sóc hai đứa con, nhớ kỹ phải chăm sóc chúng thật tốt, tôn trọng sự lựa chọn của chúng, Bất kể chúng làm gì anh cũng phải ủng hộ chúng Chúng đều là những đứa trẻ ngoan Dừng lại trong chốc lát Cô nói thêm Anh cũng phải chăm sóc bản thân Chú ý giữ gìn sức khỏe Giang Minh Xuyên không khỏi căng thẳng Đang định hỏi cô có chuyện gì Nhưng đã thấy Kim Tú Châu nhắm mắt lại ngủ tiếp Còn phát ra tiếng hít thở đều đặn Anh nhíu mày vươn tay thăm dò hơi thở của cô Cảm nhận hô hấp nhẹ nhàng Không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết tại sao Trong lòng anh cứ cảm nhận được sự mất mát rất lớn Cứ như đánh mất báu vật quý giá nhất của mình Sau khi tỉnh dậy Kim Tú Châu ngồi trên giường thật lâu Cô nhìn cách trang trí tinh xảo trong phòng Vuốt ve vải tơ tầm mềm mịn trên giường Mãi mà vẫn không thể hoàn hồn Trong lúc nhất thời Cô không thể phân biệt được đó là giấc mơ hay là hiện thực Trang chu mộng hồ điệp Hồ điệp mộng trang chu Giang Minh Xuyên đã rời giường vào bếp nấu cơm Lúc thái rau, anh lỡ cắt trúng tay, chảy rất nhiều máu, cho nên bóp ngón tay vào phòng tìm băng cá nhân. Vết thương nhỏ như thế này anh không để bụng, nhưng nghĩ rằng nấu ăn thì phải giữ vệ sinh, nếu không Kim Tú Châu và con gái sẽ nói anh. Vào phòng thấy Kim Tú Châu đang ngẩn người, anh không nhịn được hỏi, sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm một lát đi. Nghe thấy giọng nói của anh, Kim Tú Châu quay sang nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông, vẻ mặt của cô hơi hoảng hốt giang minh xuyên giơ tay lắc lư trước mặt cô em sao vậy kim tú châu thu hồi tầm mắt khẽ cười một tiếng mơ thấy ác mộng giang minh xuyên thở phào nhẹ nhõm sau đó an ủi cô không sao đâu giấc mơ đều trái ngược nhanh dậy đi lát nữa được ăn cơm rồi nói đoạn anh đi tìm băng dáng cá nhân trong tủ kim tú châu không khỏi câu mày anh bị thương à giang minh xuyên trả lời một cách thờ ơ chỉ bị thương có tí xíu thôi không nghiêm trọng kim tú châu không nói gì nữa chờ giang minh xuyên ra ngoài cô cũng rời giường ra ngoài yến yến và lục lục biết hôm nay dương anh hùng sẽ dẫn bạn gái về nên đều về nhà trước chẳng qua ngày thường hai đứa bé đều thích ngủ nướng kim tú châu cũng không gọi chúng dậy mà xuống lầu rửa mặt ăn cơm một mình dưới lầu giang minh xuyên đang bận rộn trong bếp hôm nay là ngày cuối tuần đúng lúc anh ở nhà. Bữa sáng là cháo và hai món ăn kèm. Ăn sáng xong, Kim Tú Châu lập tức cùng Giang Minh Xuyên chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Từ sáng sớm, Giang Minh Xuyên đã mua đồ ăn về nhà. Trong điện thoại, Dương Siêu Anh ồn ào đòi ăn món ăn sở trường của Giang Minh Xuyên, Hạ Nhàm cũng nói sắp về nhà, chưa về đến nhà mà đã gọi mấy món ăn. Khi hai vợ chồng đang ở trong phòng khách thái đồ ăn nhào bột mì, chúc anh và Phương Mẫn cũng sang đây. Họ đều biết hôm nay Dương Anh Hùng sẽ dẫn bạn gái về ra mắt nên đều sang đây phụ một tay. Chúc Anh còn hỏi, chị chuẩn bị bao lì xì 50 đồng, em thấy có được không? Kim Tú Châu vội nói, đủ rồi đủ rồi, nhiều quá. Chúc Anh, chị còn thấy ít tiền ấy chứ. Mỗi lần về nhà, thằng bé Anh Hùng kia đều mang rất nhiều đồ ăn ngon cho chị. Kim Tú Châu cười, thằng bé vẫn luôn là đứa hiểu chuyện. Nếu chị thật sự thấy ngại thì quan tâm đến nó nhiều một chút là được. Quan tâm chứ, nhất định phải quan tâm nó. Chị kho thịt ở nhà, còn hầm canh gà nữa, tối nay ăn cơm ở nhà chị nhé. Thế là đủ rồi. Phương Mẫn ở bên cạnh nói thêm, chị ấy đã may quần áo với giày cho em bé nhà Dương Anh Hùng rồi. Chúc Anh không khỏi ngượng ngùng, chị làm chơi chơi thôi, không đẹp bằng đồ em làm. Kim Tú Châu, tốt biết bao, anh hùng mà thấy thì sẽ vui lắm Hơn 10 giờ sáng Giang Minh Xuyên dẫn hai đứa con đến nhà ga đón người Kim Tú Châu và Phương Mẫn ở nhà nấu bữa trưa Đang nấu ăn Kim Tú Châu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Tưởng là họ đã về nên vui sướng chạy ra xem Nào ngờ lại thấy con trai lớn mặt xám mày tro Thấy con trai vừa cao vừa to Kim Tú Châu sửng sốt Sao con lại về nhà Hạ Nham thương tâm, chẳng phải dương anh hùng nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái về ra mắt à cho nên con cũng về xem chứ sao kim tú châu vỗ đầu giấc mơ đêm qua chân thật quá cho nên tỉnh dậy cô vẫn không phân biệt được hai thế giới với nhau cô tiến lên trước xem con trai thấy gương mặt tuấn tú vẫn chưa mất nét trẻ con của hạ nham trong lòng cô mềm nhũng quả nhiên đây mới là con trai ngoan của cô cô thành thạo nhón chân lên vươn tay xoa đầu cậu ấy dỗ dành, ôi chao, con trai mẹ chịu khổ rồi, trông gầy hơn hẳn. Nghe vậy, Hạ Nham lập tức cười hớn hở, đúng không? Con cũng cảm thấy mình gầy, mẹ ơi, con đói lắm, con muốn ăn ngon. Kim Tú Châu dịu dàng chưa được hai giây thì tức giận đập lên cánh tay cậu ấy, nhìn đi, chờ anh Hùng về nhà rồi cùng nhau ăn. Mẹ, con có phải là con trai cưng của mẹ không? Nghe thấy động tĩnh, chúc anh Phương Mẫn trong bếp đều cười nói, Mẹ cháu lừa cháu đấy Lúc nãy cô ấy còn bảo là không biết khi nào cháu mới được về nhà Không biết có bị đói gầy hay không Mau vào đây Thím múc một bát thịt cho cháu ăn trước Hạ nham vui hơn Cháu biết thím thương cháu nhất mà Sau đó bỏ mặt hành lý trong phòng khách Chạy thẳng vào bếp Kim Tú Châu bất đắc dĩ lắc đầu Xách ba lô mà cậu ấy mang về đặt sang một bên Tiếng trò chuyện nhanh chóng vang lên trong nhà bếp Buổi trưa hơn 12 giờ, cha con Giang Minh Xuyên cũng về đến nhà, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, có tiếng trò chuyện líu ríu của Lục Lục và Dương Siêu Anh, cũng có giọng nói trầm ổn của Giang Minh Xuyên và Dương Anh Hùng. Lúc vào cửa, Lục Lục vội vàng hô to, mẹ, tụi con về rồi. Kim Tú Châu còn chưa trả lời thì Hạ Nham đã chạy ra nhà bếp. Thấy anh trai, Lục Lục kích động nhào lên, anh. Một tiếng hét chỉ hận không thể làm tốc nóc nhà kim tú châu cũng rời khỏi nhà bếp nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi lục lục và hạ nham đều không nghe lời hai anh em vừa hòa thuận chưa được bao lâu thì đã bắt đầu cãi nhau lục lục chỉ vào mở dính trên mép hạ nham nói anh ăn vụng hạ nham cũng bắt nạt em gái cầm cánh tay em gái chùi mép rồi nhanh chóng chạy đi lục lục tức giận gào lên á á á ghê tởm quá em liều mạng với anh dương siêu anh thích góp vui nhất vội vàng chạy đến gần đổ thêm dầu vào lửa phó yến yến bình tĩnh nói với cô gái bên cạnh mình đừng quan tâm đến họ chỉ cần quen là được rồi bạn gái của dương anh hùng hơi thẹn thùng không khỏi nói nhỏ náo nhiệt ghê kim tú châu đi đến trước mặt cô gái cười nói xin quá anh hùng nhà mình thật có phúc con bé này vừa thấy đã khiến người ta thích rồi mau vào nhà ngồi đi đồ ăn nấu xong hết rồi đói rồi phải không ăn cơm trước đã dương anh hùng đứng bên cạnh giới thiệu đây châu mẫn bạn gái của cháu mẫn mẫn đây là thím kim tú châu của anh cháu chào thím ạ à. kim tú châu vừa cười vừa kéo cô ấy vào phòng khách ngồi xuống tốt 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 mau vào nhà đi sau đó cô quay sang nói với dương anh hùng mau đặt đồ đạc vào phòng ga giường đều mới mua giặt sạch phơi khô hết rồi buổi tối để mẫn mẫn ngủ một phòng hai anh em cháu ngủ phòng bên cạnh phòng đó ít ánh sáng hơn một chút. nghe vậy dương anh hùng nở nụ cười vâng ạ. À. châu mẫn cũng nở nụ cười. trước khi đến đây cô ấy còn rất thắc mắc vì sao dương anh hùng lại dẫn mình đến ra mắt nhà thím không có quan hệ huyết thống nhưng từ khi xuống xe lửa cô ấy đã cảm nhận được sự khác biệt. chú giang mà dương anh hùng nói quan tâm hai người họ như trưởng bối trong nhà hai đứa em gái cũng rất ngoan ngoãn chung sống cùng nhau tự nhiên không khác người một nhà kim tú châu rót một tách trà cho châu mẫn mau uống đi đây là trà hoa nhài thím pha hồi sáng hương vị cũng được lắm còn giải khác nữa châu mẫn nhận lì bằng hai tay nói chuyện rất lễ phép cháu cảm ơn thím ạ à. không có gì không có gì kim tú châu lại gọi mấy anh em đang đùa dẫn bên kia đừng quậy nữa mau rửa tay ăn cơm đều lớn hết cả rồi phương mẫn và chúc anh bưng đồ ăn ra ngoài cười ha ha chào hỏi châu mẫn Dương Anh Hùng không có ở đây nên Châu Mẫn không biết nên làm thế nào. Gia đình cô ấy không đông người, lần đầu tiên cô ấy thấy nhiều người cùng nhau ăn cơm như thế này. Kim Tú Châu dịu dàng giới thiệu, "Cháu cứ gọi Thím Phương và dì Chúc là được. Cháu chào Thím Phương. Cháu chào dì Chúc." "Ai. Ngoan quá. Chứ còn gì nữa, ánh mắt của anh Hùng nhà mình tất nhiên là rất tốt." Châu Mẫn mím môi cười cúi đầu dương anh hùng chạy xuống cầu thang cũng cười chào hỏi cháu chào thím chào gì kim tú châu nói với cậu ấy cháu cũng uống miếng trà đi sau đó xoay người vào bếp bưng thức ăn dương anh hùng không rót ly trà mới mà bưng ly trà của châu mẫn uống hai ngụm sau đó ghé lại gần châu mẫn thì thầm anh nói không sai đúng không mọi người đều rất tốt châu mẫn mỉm cười khẽ vâng một tiếng dương anh hùng kêu cô ấy ngồi đó còn mình cũng đi bưng thức ăn châu mẫn không ngồi yên mà đứng bên bàn xếp ghế chúc anh và phương mẫn đều nhét bao lì xì cho châu mẫn châu mẫn và dương anh hùng lập tức muốn từ chối phương mẫn lại kéo tay cô ấy cười nói nhận đi cháu tên là châu mẫn thím tên là phương mẫn chứng minh chúng ta có duyên phận bao lì xì này là tấm lòng của thím cháu hãy sống hòa thuận với anh hùng bọn thím ai cũng mến thằng bé anh hùng này hết chúc anh cũng nói đều là người một nhà khách sáo với nhau làm gì châu mẫn nhìn về phía dương anh hùng dương anh hùng gật đầu cười nói thế thì cháu cảm ơn thím và gì cô ấy cũng nói theo cháu cảm ơn thím và gì ạ à? ngoan tốt lắm anh hùng xem như mở đầu may mắn kế tiếp chỉ còn chờ xem khi nào đám tiểu nham mới dẫn người yêu về nhà hạ nham vốn còn đứng một bên cười khờ khạo vừa nghe đến câu nói này nhất thời cảm thấy áp lực quá lớn thế mà dương anh hùng còn cố ý chơi xấu chỉ còn chờ cậu thôi đấy hạ nham dơ nắm đấm quơ quơ trước mặt cậu ấy to gan hơn rồi à bận việc cả buổi sáng kim tú châu cũng hơi mệt mỏi theo gian minh xuyên về phòng ngủ trưa mấy đứa bé vẫn chưa buồn ngủ đã lâu không hội hợp nên cả đám ngồi trong phòng khách trò chuyện rôm rả lúc thì nhắc lại chuyện hồi bé lúc lại nhắc đến hôn sự cuối năm của dương anh hùng Hạ Nham bảo rằng sẽ gọi Ngụy Ninh Thanh đến đây làm phù rể cho Dương Anh Hùng, Lục Lục sốt ruột hỏi, "Còn em thì sao?" Dương Siêu Anh cười nhạo cô nhóc, "Cậu có làm phù rể được đâu, cậu gì mà cậu?" "Cậu ăn cơm là được rồi." Lục Lục tức giận đến nỗi đấm cậu ấy. Thấy thế, Châu Mẫn vội cười nói, "Em có thể làm phù dâu, nhà chị không có em gái." Lục Lục mừng rỡ. Đến bên cạnh Châu Mẫn nói lúc đó cô nhóc sẽ gọi các chị em của mình đến dự đám cưới, bảo đảm sẽ rất vui. Cả đám trò chuyện đến hơn 2 giờ chiều rồi mới lên lầu ngủ trưa. Châu Mẫn ngủ trong căn phòng của hai anh em Dương Anh Hùng. Nơi này đã được sửa soạn lại một lần, ga giường màu hồng, còn có bàn và gương trang điểm. gian phòng này quá đẹp, cô ấy kìm lòng không đậu nhìn về phía Dương Anh Hùng. Gia cảnh nhà cô ấy không được tốt cho lắm, đây là lần đầu tiên cô ấy được ngủ trong căn phòng xinh đẹp nhường này dương anh hùng bật quạt điện trên trần nhà sau đó lấy một bộ quần áo sạch của cô ấy trong ba lô anh dẫn em vào phòng tắm tắm một cái sau đó ngủ một giấc anh nghe ý của thím là buổi tối sẽ sang nhà thím phương ăn cơm châu mẫn ngoan ngoãn gật đầu nhỏ giọng nói gia đình thím tốt bụng ghê tốt hơn cả cha mẹ của cô cô quen biết với dương anh hùng cũng là trong một dịp tình cờ sau khi lên đại học cô vừa học tập vừa làm thêm trong siêu thị của anh bị người ta bắt nạt mà không dám hó hé nửa lời chỉ có thể trốn đi khóc thầm một mình sau đó bị anh bắt gặp dương anh hùng rất chiếu cố cô dần dần cô thích phải anh cô không hiểu mấy thứ khác chỉ sợ anh tốt quá sẽ bị người khác cướp máy nên chủ động tỏ tình với anh cho dù bị từ chối cũng không bỏ cuộc đây là lần dũng cảm nhất của cô từ bé đến lớn chẳng qua cô không ngờ anh còn tốt hơn cô nghĩ rất nhiều chăm sóc cô đủ mọi nơi khiến cô cảm nhận được cái gì là nâng niu trong lòng bàn tay nghĩ đến đây cô vươn tay kéo vạt áo của anh dương anh hùng cảm nhận được nên quay đầu nhìn cô châu mẫn cười ngọt ngào nhìn anh dương anh hùng cũng nói nụ cười nhỏ giọng nói đi tắm rửa một cái trước đã vâng bỗng có tiếng xôn xao truyền đến từ ngoài cửa còn có tiếng bước chân lộn xộn và tiếng đóng cửa vội vàng khóe miệng dương anh hùng có giật đoán được là mấy tên khốn kia đang nghe lén ở bên ngoài nên tức giận nhìn về phía cửa hô to nhìn gì mà nhìn chờ đấy để tao xem sau này tụi bay có dẫn người yêu về nhà không châu mẫn cũng đoán được là chuyện gì xảy ra thoáng chốc đỏ cả mặt buổi tối kim tú châu dẫn đám dương anh hùng sang nhà phương mẫn ăn cơm chúc anh còn lấy ra quần áo và giày dép của trẻ sơ sinh mà mình tự làm mấy đứa bé đều tò mò vây quanh cầm quần áo lên xem chúc anh vội nói có hết có hết gì cả làm hết cho mấy đứa nghe vậy phương mẫn nói với kim tú châu tôi đã bảo chị ấy là không cần chị tự làm đâu chị ấy cứ không nghe giờ thì hay rồi đứa nào cũng đòi có kim tú châu cười nói thế cũng tốt mà bây giờ có việc để làm không thì mỗi ngày cứ ru rú trong nhà chán ầm đúng là thế thật mấy đứa nhỏ về nhà vui ghê kim tú châu nhìn về phía Trúc anh không biết đang nói đến chuyện gì thú vị mà chúc anh với bọn trẻ đều cười ầm lên lục lục và hạ nham kích động đến nỗi vỗ đùi đen đét kế tiếp mấy đứa bé còn nhắc đến chuyện khác lục lục khẩn cấp quay sang nói với kim tú châu mẹ ơi anh anh hùng bảo là chờ kết hôn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi có được không ạ à? đi chơi ở đâu còn chưa quyết định nữa đến lúc đó mẹ chỉ cần bỏ tiền là được. Cô nhóc vừa dứt lời, cả đám lại cười ầm lên, hạ nham ồn ào, mẹ, mẹ tốt nhất, đến lúc đó tụi con sẽ sách giỏ làm việc vặt cho mẹ suốt chuyến đi. Dương Siêu Anh cũng nói, thím, đến lúc đó cháu sẽ là tay sai số một của thím. Kim Tú Châu cười, sau đó sẵn khoái nói, được, thế thì mấy đứa chọn địa điểm, mẹ bỏ tiền. Mẹ tốt nhất. Mẹ của con tốt nhất trên đời cháu biết thím hào phóng nhất mà. Cả đám thi nhau nịnh hót. Ánh đèn phòng khách mờ nhạt, trên gương mặt mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Trên đường về nhà, Phó Yến Yến và Lục Lục mỗi đứa ôm một cánh tay của Kim Tú Châu, thân thiết trò chuyện với cô. Kim Tú Châu còn nhắc đến giấc mơ đêm qua của mình, Lục Lục không cho là thật, tựa đầu vào vai mẹ, chắc chắn là do mẹ mệt mỏi quá đấy. Đêm nay mẹ ngủ ngon một giấc đi. Kim Tú Châu ừ một tiếng, cũng nghi ngờ là vì dạo này mình mệt nhọc quá mức chỉ có phó yến yến hơi căng thẳng quay sang nhìn kim tú châu nhưng sau đó lại cười thoải mái cô cũng hy vọng gia đình họ ở một thế giới khác cũng sẽ gặp được mẹ của bây giờ hà nham và dương siêu anh đi hai bên giang minh xuyên hai đứa bé đều không sợ anh kề vai sát cánh cùng anh châu mẫn và dương anh hùng đi cuối cùng nhìn bóng lưng mọi người Cô ấy hâm mộ nói, ước gì sau này gia đình mình cũng náo nhiệt vui vẻ như vậy. Dương Anh Hùng mỉm cười, nhất định rồi. Mỗi người đều sẽ có tương lai càng ngày càng tốt hơn. Hết. HTN cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở bộ truyện tiếp theo.